Gửi lời chào tới tất cả quý vị Hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe Hai tập truyện của tác giả Kiến Lương và tác giả Diễm Hằng Và Kiến Lương và Diễm Hằng Thì cũng hợp tác với kênh Một thời gian khá dài và liên tục Có các câu chuyện hay gửi về cho kênh Mời tất cả quý vị cùng đón nghe Tập truyện đầu tiên của tác giả Kiến Lương Ngay sau đây nhé Ngọc Tâm ngồi lặng trong căn phòng tân hôn chật chội, Chẳng có đồ đạc gì mấy Cô nhìn xung quanh bồ một tiếng thở dài Một màu đen kịt sang kín trong lòng Bên tay cô chợt vọng tới tiếng của bố Vào cái ngày mà cô rứt áo ra đi Mày nhớ Đã bước chân ra khỏi nhà Thì đừng bao giờ quay đầu lại Dù cho sau này mày có hóa điên hóa dại Bị người ta ném về Thì tao cũng chẳng mảy may thương xót đâu Cút rồi tiếp đó là tiếng khóc nghẹn của mẹ Còn Còn muốn lấy ai cũng được Miễn là không phải thằng đó Còn đi đâu cũng được Miễn là không phải là cái nơi rừng thiêng nước độc Người ma lẫn lộn đó Mẹ xin con đây Ngọc Tân Mẹ biết giờ con đang bị nó bỏ bùa mê thuốc lú Lên không tin lời bố mẹ Nhưng chỉ cần con ở lại Mẹ sẽ tìm thầy dạy bùa cho con Rồi con sẽ khỏe mạnh bình thường trở lại được không con Ôi đứa con tội nghiệp dại dột của mẹ Mẹ phải làm gì để cứu con bây giờ Ngọc Tâm nhìn bố mẹ Chẳng hiểu sao không khóc nổi Cô kéo chiếc vali dứt khoát bước ra Phía xa ngoài cổng là Iran người yêu của cô Mà không phải Anh đã sắp trở thành chồng của cô rồi Thế rồi đám cưới của Iran và Ngọc Tâm diễn ra Mà không có sự góp mặt của nhà gái Ban đầu cô có hơi chạnh lòng nhưng thiện cảm của những người nơi đây khiến cô cảm thấy được an ủi phần nào bố mẹ chồng cô tuy là người dân tộc thiểu số chẳng mấy tiếp xúc với người dưới xuôi nhưng đối với người con dâu là cô thì lại vô cùng thương quý có lẽ ông bà đã nghe iran kể chuyện cô vì muốn cưới anh mà đã đoạn tuyệt cả với bố mẹ đẻ bây giờ một mình bơ vơ ở nơi san lạ ngọc tâm vẫn không cảm thấy hối hận chút nào dù ở đâu đó trong lòng cô vẫn luôn tự hỏi tại sao bản thân lại quyết định về đây làm dâu ở cái tuổi đương xuân nở rộ sự nghiệp thanh thang cô đã từng có ước mơ hoài bão nhưng bằng một cách nào đó cô đã chọn bỏ lại tất cả chỉ vì muốn đến đây và trở thành vợ của iran dù cô tin chắc tình yêu không phải là lý do đủ thuyết phục cho tất thảy những hy sinh của cô Dòng suy nghĩ triển miên của Ngọc Tâm bị đứt quáng Bởi tiếng mở kèn kẹt Y đang bước vào trong điều bộ say khướt Mặt anh không đỏ bừng Mà tím ngắt không một giọt máu Chạy chạc tiến về phía cô Rồi đổ cái rầm xuống giường Ngọc Tâm hốt hoảng sợ chán chồng Một cảm giác lạnh toát bóng chạy vụt sống lưng Nếu không phải là những tiếng khè khè phát ra từ miệng Cô đã nghĩ anh chỉ là một cái xác chết lạnh lẽo Nghĩ đến đây, Ngọc Tâm chợt vô thức sợn ra gà. Đắp chăn cho y rang xong, Ngọc Tâm cũng ngả lưng xuống giường đi ngủ. Cô nhìn lên trần nhà tối thôi, những âm thanh của rừng rú lọt vào tai khiến cô bất giác con người lại. Một cảm giác sợ hãi mơ hồ tìm đến và câu nói của mẹ lại văng vẳng bên tai. Cô chưa bao giờ nghĩ nơi này đáng sợ như lời mẹ nói, nhưng bây giờ nghĩ lại cô lại đâm sợ. Cô khẽ choàng tay ôm y rang, dù cô biết ôm anh lúc này chẳng khác gì ôm một xác chết ngọc tâm cố gạt hết những suy nghĩ bẩn vơ ra khỏi đầu nhắm nghiền mắt lại cô tự nhủ mai phải dậy sớm để ghi điểm với mẹ chồng dù không ai bắt cô phải làm vậy nhưng chẳng hiểu sao ngọc tâm luôn cảm thấy muốn sống yên ổn ở đây cô phải chiếm được thiện cảm của mẹ chồng bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa như chút một lúc sau sấm chớp đùng đoàn xé dọc bầu trời đen kịt thành nhiều mảnh tiếng cú kêu quả khóc len lỏi tạo thành những âm thanh rợn rợn kinh hoàng ngọc tâm bị đánh thức bởi tiếng sấm bật dậy nhìn đồng hồ thì mới bốn giờ sáng nhìn sang bên cạnh iran vẫn ngủ như chết cô định ngủ thêm chút nữa thì lại nghe bên ngoài có tiếng lục đục cô rón rén mở cửa ra xem nhưng chỉ nhìn thấy bóng lưng của bố mẹ chồng sắp bị màn đêm nuốt chừng ngọc tâm định lên tiếng chào nhưng không kịp cô đoán chắc ông bà đang vội lên dãy mục đích lấy lòng mẹ chồng của cô hôm nay xem như công cốc cô trở vào thì đúng lúc iran cũng dậy anh rủi rủi mắt hỏi cô sao không ngủ ngọc tâm chưa kịp đáp iran đó nói tiếp chắc à, em lại nhà hả ngọc tâm không tiện giải thích nên chỉ ậm ừ rồi bảo iran cứ ngủ tiếp Y đang nhìn nét mẹ vợ có chút buồn tuổi Bèn kéo cô đến bên cạnh mình Ngọc Tâm Anh biết em đã phải chịu thiệt thòi nhiều Hay thôi Mình chỉ ở đây dăm bữa nửa tháng Rồi mình xin phép bố mẹ cho xuống dưới xuôi sống Em sống ở thành phố quen rồi Giờ bị trói chân ở đây anh cũng xót lắm Nghe những lời của Iran Khóe mắt Ngọc Tâm cay cay Cô định nói cảm ơn anh đã hiểu cho mình Nhưng cổ hỏng như bị ai bóp nghẹt Không sao mở miệng nổi Mất vài giây khó thở, Ngọc Tâm mới bình thường trở lại. Đột nhiên trong hai trong mắt hẳn lên những tia máu đỏ tươi. Khóe môi cô nhếch lên đầy ma mị. "Không, em không đi đâu cả, vì đây là nhà của em." Ngọc Tâm không để ý giọng nói của mình đã đột nhiên thay đổi. y Iran thì đã nhận ra. "Giọng em sao vậy? Hay bị cảm lạnh rồi?" Iran lo lắng nhìn Ngọc Tâm rồi lại nhìn cánh cửa nhà đang mở toang hoác gió lùa và lạnh buốt anh vội vàng đóng cửa lại kéo ngọc tâm nằm xuống giường thôi thì tùy em nhưng chỉ cần em muốn về xuôi thì cứ nói với anh bất cứ lúc nào ngọc tâm không đáp một lần nữa nhếch miệng cười một cách ma mị cô nằm im như tượng bên cạnh y rang mặc cho lúc này những ngón tay hư đốn của anh đã bắt đầu bỏ trườn trên khắp cơ thể cô chỉ có điều Thay vì cảm thấy kích thích, Ngọc Tâm lại thấy vô cùng kinh tởm và buồn nôn. Tưởng tượng gương mặt điển trai của Y Rang chợt biến thành một đụn thịt nhảy nhụa máu, mùi tanh tươi sọc vào mũi, khiến Ngọc Tâm không chịu nổi, đẩy anh ra khỏi người rồi vùng chạy ra ngoài. Giống như bố mẹ chồng ban nãy, Ngọc Tâm cũng bị màn đêm đen kịt nuốt trọn. Ngọc Tâm nôn xong, cái vị đắng nghẹt vẫn còn đọng lại ở cửa miệng, khiến cô khó chịu vô cùng. Cô xoay người định trở vào nhà Nhưng trước mắt cô chỉ là một vùng không gian rộng lớn Tối tăm Xung quanh cỏ dại mọc um tùm Tiếng côn trùng rắn rết rì rì bên tai Khiến Ngọc Tâm dường như sắp phát điên Cô đưa mắt tìm kiếm ngôi nhà lúc nãy còn lù lù trước mặt Giờ đã biến mất không dấu vết Ngọc Tâm cất tiếng gọi y rang Nhưng tiếng cô lọt thỏm Không sao thoát ra nội vùng không gian tối tăm Sắp khiến cô chết ngạt trong cơn cuồng loạn Ngọc Tâm nghe đâu đó chuyển tới tiếng khóc than ai oán, Rồi tiếng cười khen khách mang dở Những âm thanh đó mỗi lúc một gần Khiến mọi giác quan đều bị nỗi sợ hãi nhấn chìm Đúng lúc này tiếng chó sủa in ỏi vang vọng khắp nơi Át cả mọi âm thanh kinh hãi đang tra tấn thần kinh của Ngọc Tâm nãy giờ Tiếng chó sủa được một lúc rồi dừng hẳn Thay thế nó lại là những âm thanh kinh hồn bạt vía của quỷ ma chưa bao giờ cô có thể tin bản thân Chỉ có thể thở nổi mỗi khi tiếng chó sủa cất lên Lúc Ngọc Tâm sắp đứt hơi thở cuối cùng Tiếng chó sủa lại xuất hiện cứu mạng cô Và không chỉ dừng lại ở đó Từ trong một bụi rậm Hai con mắt sáng quắc đỏ ngầu chợt xuất hiện Tiếp đó là thân hình đổ sổ Của một con chó đen tuyền lờ lử lờ tiến về phía Ngọc Tâm Con chó vừa đi vừa sủa đôi mắt đỏ ngầu như màu máu khiến cô sợ hãi trong khi tiếng sủa phát ra từ cái miệng với hai hàm răng sắc nhọn lại đang cứu mạng cô chẳng mấy chốc con chó đã đứng trước mặt ngọc tâm nhìn thẳng vào nó ngọc tâm trở thấy hai hàng huyết lệ chảy ròng ròng từ hai khóe mắt nó cùng lúc đó nước mắt ngọc tâm cũng chảy dù cô biết không phải do nỗi sợ gây ra đôi tay của ngọc tâm bắt đầu di chuyển tìm đến hai hàng huyết lệ của con chó lúc cô định lau đi thì nó vùng bỏ chạy không quên sủa inh ỏi dẫn dụ cô chạy theo mạo tâm vô thức đuổi theo con chó ngó nhìn xung quanh đã lại thấy ngôi nhà của mình ở ngay đó nỗi sợ hãi kêu cô dừng lại nhưng sự thương cảm vô hình lại đưa đẩy bước chân cô mỗi lúc một chạy nhanh hơn cô cứ chạy trong đêm tối như thế phía trước là con chó đen còn bên tai là tiếng sủa vừa khiến cô nổi ra gà nhưng cũng làm cô rơi nước mắt Ngọc Tâm không hiểu nhưng cũng không nghĩ nhiều Bởi lúc này tiếng sủa của con chó đã mỗi lúc một xa cô Ngọc Tâm không biết cô đã chạy bao lâu và bao xa Chỉ biết khi dừng lại thì sức lực cũng cạn kiệt Cô quỷ xuống ở một vùng không gian rộng lớn khác Vẫn tối tăm và lạnh toát Theo bản năng Ngọc Tâm thu người lại Có rúm một nhúng không dám nhúc nhích thêm Cô bắt đầu thấy hối hận khi lúc nãy không dừng lại Mà không đuổi theo con chó nữa Đặc biệt là lúc này khi cô phát hiện ra rất nhiều gò đất nhô lên, cỏ mọc um tùm, những tà bùa ngải ánh vàng sáng chói được dán chẳng chịt trên những gò đất đó. Ngay lập tức, hai chân Ngọc Tâm mềm nhụn, toàn thân lạnh toát, da gà đua nhau mọc lên tua tủa. Đây, đây là... Phải, cô đang đứng trên những nấm mộ, mà bên dưới là những bộ xương trắng héo người, với những cái hốc mắt sâu hoắm, nhung nhúc dòi bỏ. Ngọc Tâm không giữ được bình tĩnh Toàn thân run cầm cập Trời vẫn tối nhưng chẳng hiểu sao Cô có thể nhìn rõ tất cả những nấm mồ trong nghĩa địa Những tấm bùa chú màu vàng Được viết bằng những chữ màu đỏ nguệt ngoạc Khiến cô càng thêm run sợ Chúng để làm gì Và tại sao người ta lại làm vậy với những người đã chết Tuy nhiên Tất cả đã không còn quan trọng nữa Khi giờ đây Nỗi sợ đã xâm chiếm toàn bộ cơ thể cô Ngọc Tâm muốn nói gì đó nhưng chỉ có những tiếng lập khập phát ra khi hai hàm răng run rẩy va vào nhau. Cô cũng muốn bỏ chạy nhưng toàn bộ sức lực đều đã bị rút cạn, không tài nào nhúc nhích nổi. Ngọc Tâm nhớ lại lời của mẹ, mỗi khi sợ hãi hay nhắm mắt lại và niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì nỗi sợ sẽ nhanh chóng tiêu tan. Cô không tin, nhưng đương lúc nước sôi lửa bọc, cô không còn cách nào khác cô cố gắng ngầm chặt miệng, miệng không ngừng đọc niệm. một lúc sau ngọc tâm bắt đầu bình tĩnh được đôi chút, hai chân cũng đã có thể cử động. cô từ từ đứng lên, quay đầu định bỏ chạy, nhưng đúng lúc này tiếng chó sủa ban nãy lại vang lên một hồi rồi im bặt. cô như phát điên, bịt chặt hai tay, hai mắt nhắm nghiền nhanh chóng chạy được. nhưng mới chỉ chạy được vài bước, một âm thanh lạ bất chợt vang lên khiến ngọc tâm khựng lại toàn thân lại bắt đầu run lẩy bẩy tiếng khóc của ai đó vang lên trong nghĩa địa chỉ nghĩ đến đây thôi ngọc tâm sợ không khóc nổi tiếng khóc mỗi lúc một to và gần cô hơn gần đến nỗi cô có thể cảm nhận được cả hơi thở thều thào xen lẫn những tiếng khóc nấc nhưng người nào lại vào nghĩa địa vào giờ này tất nhiên là trừ cô bị dụ đến đây ngọc tâm nhìn xung quanh cố thuyết phục bản thân tất cả chỉ là một cơn ác mộng nhưng cơn đau nhói khi cô lùi lại và va phải một tảng đá đã khiến cô chết tiếng tất cả không phải là mơ tất cả là oán nghiệp ngọc tâm chợt nhếch môi cười hai từ oán nghiệp phát ra một cách vô thức bỗng nước mắt cô chảy ròng ròng hai chân như bị ai đó đưa đẩy tiến về phía phát ra tiếng khóc ai oán Ngọc Tâm đi một quãng thì dừng lại trước một nấm mộ cao hơn những nấm mộ bên cạnh. Cô càng khóc dữ dội hơn mà không rõ lý do, trong khi tiếng khóc bàn nấy đã im bặt từ lúc nào. Ngọc Tâm vừa khóc vừa tìm kiếm cái thứ gì đó xung quanh nấm mộ, như thể cô biết có ai đó hoặc thứ gì đó đang ở đây. Một lúc sau, hai mắt cô chạm vào hai con mắt đen sì đang lấp ló sau nấm mộ. Điều kỳ lạ là Ngọc Tâm không hề thấy sợ hãi Ngược lại nước mắt càng chảy nhiều hơn đầy thương cảm Ngọc Tâm đưa hai tay ra phía trước Một thân hình nhỏ nhắn đùng đùng xuất hiện trước mắt cô Một đứa trẻ bẩn thỉu quần áo rách rưới Để lộ ra thân hình gầy gò Chỉ mỗi một bộ xương khô Ngọc Tâm nhìn đứa trẻ Hai tròng trắng đã biến thành màu đỏ của máu Huyết lệ chảy ra từ khóe mắt cô Y như con chó lúc nãy cô nhìn thấy Trái ngược với cảm xúc của Ngọc Tâm Đứa trẻ vừa nhìn thấy người lạ đã lao sồng sộc sổ tới Dùng chút sức lực yếu ớt cố làm cô ngã Ngọc Tâm ngã vật ra Đứa trẻ cũng ngã đè lên người cô Một cảm giác ấm áp khiến Ngọc Tâm bừng tỉnh Đứa trẻ này vẫn còn sống Là một đứa trẻ còn sống trong nghĩa địa Cô đỡ thằng bé dậy chẳng hiểu sao lại ôm chầm nó vào lòng Thằng bé sau một hồi vùng vằng cũng không phản kháng nữa Nó lặng lẽ áp mặt vào ngực cô Thưởng thức hơi ấm từ một người xa lạ Ngọc Tâm siết đứa bé trong vòng tay Cảm giác quen thuộc tìm đến Cô không biết đứa trẻ này là ai Tại sao lại một mình sống trong nghĩa địa Cô chỉ cảm nhận được một thứ tình cảm vô hình nào đó Đang trỗi dậy một cách mạnh mẽ trong cô Đúng lúc này đứa trẻ mếu máo kêu đói ngọc tâm tìm trong túi nhưng không có chút gì cho thằng bé ăn đằng lúc gợi ý dẫn thằng bé về nhà thì nó chạy vùng ra sau nấm mộ cầm một khúc xương còn lủng lẳng một chút thịt tươi đưa ra trước mặt cô ngọc tâm nhìn khúc xương không biết là xương gì nhưng cơn buồn nôn đã ập đến cô lại nhìn khóe miệng đang cười của thằng bé một thoáng do dự không biết có nên nhận khúc xương từ người bạn nhỏ này không Nghĩ ngợi một hồi Lúc Ngọc Tâm đang đưa tay ra nhận khúc xương Thì thằng bé bỗng giật lại Đưa khúc xương lên miệng mình nhai rau ráo Nhìn nó cảm khúc xương một cách ngon lành Cô lại chỉ thấy gớm ghiếc và buồn nôn mà thôi Ngọc Tâm nhìn xung quanh Vài tia nắng đã bắt đầu ló dạng Cảm giác lạnh lẽo cũng không còn chiếm cứ hoàn toàn cơ thể cô Cô thở dài Nghĩ cũng đã đến lúc nên trở về nhà rồi Vì cô không muốn y Iran tỉnh dậy mà không thấy cô đâu. Hơn nữa, đêm nay đã thực sự quá dài và kinh hãi với cô. Cô thực sự muốn chấm dứt mọi thứ ở đây. Ngọc Tâm định bụng dẫn thằng bé theo về để nhờ chồng tìm bố mẹ cho đứa trẻ bị lạc trong nghĩa địa này. Nhưng khi cô quay lại đã không thấy nó đâu. Chỉ còn lại nấm mộ chơ chơ, lạnh lẽo. Ngọc Tâm tìm kiếm xung quanh, muốn gọi tên nó nhưng lại không biết tên không biết nó đã chạy đi đâu rồi ngồi tần ngần một lúc cả người ngọc tâm bỗng lạnh toát có khi nào đó là một hồn ma không vì một đứa trẻ không thể thoát ẩn thoát hiện trong nghĩa địa như vậy được nhưng cô lại nhớ cái cảm giác ấm nóng lúc thằng bé ngã và ngực cô xác chết thì làm sao cơ thể lại ấm như vậy được lúc này trời đã sáng hẳn ngọc tâm cũng đứng dậy phủi quần áo để ra về bỗng cô đột nhiên khựng người ngỡ mình hoa mắt khi từ tấm bia mộ của người chết máu đỏ tươi bỗng túa ra ào ảo mùi tanh tưởi nồng nặc trong không gian ngọc tâm sợ hãi lùi lại hai mắt dán chặt vào cái tên vừa mới lộ ra trên tấm bia mộ hơn nào khỏe môi ngọc tâm lại bất giác nhếch lên cười ngày đầu tiên làm dâu ngọc tâm đã phải đưa cơm trưa lên dãy cho bố mẹ chồng Do ông bà làm đến tận chiều tối mới về Y rằng sợ cô chưa biết đường ngõ Nên đề nghị dẫn cô đi Nhưng kỳ lạ là cô lại từ chối Em đi một mình được Đêm qua anh say nên giờ cứ nghỉ ngơi đi Nhưng em có biết đường lên đấy đâu mà đi một mình được Em biết Ngọc Tâm buột miệng nói Khóe môi lại nhét lên Sau đó mặc kệ chồng đang há hốc miệng ngạc nhiên Cô đã mang cơm bước ra khỏi nhà quả nhiên ngọc tâm biết đường thật như thể cô đã đi lại rất nhiều lần trên những con đường ở đây chẳng mấy chốc cô đã tìm được rẫy nhà mình nhìn thấy bố mẹ chồng đang cuốc đất trong lúc bố mẹ chồng đang ăn cơm ngọc tâm chợt nhớ lại chuyện sáng nay trong nghĩa địa bèn hỏi ở đây có đứa trẻ nào sống trong nghĩa địa không mế cô gọi mẹ chồng theo cách sưng khô của người dân tộc mẹ chồng ngọc tâm vừa nghe xong thì không ăn nữa nhìn con dâu sửng sốt Nghĩa địa là nơi con ma rừng ngủ Sao lại có trẻ con sống trong đó được Vừa nghe nhắc đến ma Ngọc Tâm đã buồn rụn tay chân Nhưng Nhớ lại thằng nhóc trong nghĩa địa Cô lại không tài nào giống nổi sự tò mò Ngọc Tâm bắt đầu kể lại cho bố mẹ chồng Nghe chuyện cô gặp phải sáng sớm nay Nghe xong Mặt hai cụ liền tái bợt Cắt không ra một giọt máu Ôi giả làng ơi Chắc là con đã bị con ma rừng nào đó trêu chọc dẫn vào ghế địa rồi. Nhanh nhanh đi về, đến nhà già làng nhờ già làng đuổi con ma rừng đi cho. Mặc dù không hiểu gì nhưng Ngọc Tâm vẫn đi theo bố mẹ chồng vì cô sợ nhớ đầu những điều mẹ chồng nói là thật. Cả ba tìm đến nhà của già làng, cửa vừa mở Ngọc Tâm đã ngã vật xuống sàn nhà, toàn thân run lẩy bẩy, miệng không ngừng lắp bắp. Nạp bò gì đạp vật, Hai mắt cô trắng giá Trợn ngược Nhìn thứ đang được treo giữa nhà già làng Đó là một người phụ nữ Tóc tai rũ rượi phủ kín cả khuôn mặt Làn da tím tái nhăn nheo Đôi chỗ trên thân thể có những vết thương Còn đang rỉ máu đỏ tươi xuống sàn nhà Bà ta bị treo cổ trong một chiếc thòng lọng Ngay chính giữa nhà của già làng Lúc này già làng xuất hiện Khuôn miệng nở một nụ cười chào đón ba người nhà cô trong nhà có người treo cổ chết mà già làng chẳng có gì làm buồn ngược lại thái độ còn vô cùng bình tĩnh mẹ chồng đỡ ngọc tâm ngồi dậy đợi cô bình tĩnh mới nghe già làng kể chuyện hóa ra người phụ nữ đang bị treo lơ lửng ngay phía trên đầu của ngọc tâm kia là vợ của già làng một tuần trước đi nương bị con ma rừng vật cho ốm nặng vài ngày sau thì chết theo phong tục ở đây người sau khi chết đi phải được treo trong nhà sau đó mới được đem ra miệng huyệt để nhập quan. Ngọc Tâm giờ đã hiểu ra mọi chuyện, dù biết đây là một loại hủ tục, nhưng cô cũng không tiện lên tiếng. Chỉ thi thoảng trong cuộc trò chuyện, cô lại liếc nhìn lên cái xác đang treo lủng lẳng. Hai mắt cô lìa cái xác một lượt từ đầu đến chân, rồi dừng lại ở cái bụng đang nhô ra của bà ta. Tiếng khóc thúc thít vọng ra từ bên trong khiến Ngọc Tâm sợ hãi hét toán lên cùng lúc hình ảnh thằng bé cầm khúc xương trong nghĩa địa lại tìm đến và cái tên hở nam trên bìa mộ lập lòe trong dòng máu đỏ tất cả đều đã vượt quá sức chịu đựng của ngọc tâm cô từ từ nhắm mắt ngã vật ra sàn nhà ngất lịm đi tiếng cười khành khạch tiếng khóc thút thít lại đồng loạt vang lên cùng lúc ngọc tâm tỉnh dậy lúc trời đã gần tối trước đây cô chưa bao giờ sợ ban đêm nhưng bây giờ cô đã thấy sợ rồi vì khi đó hình ảnh nghĩa địa với một đứa trẻ sống trong đó sẽ hiện ra khiến cô khó hiểu đến độ sợ hãi tột cùng cô tin đứa trẻ đó còn sống nhưng tại sao những người ở đây đều không biết đến sự tồn tại của nó và một mình bị nhốt trong ngôi nhà thay ma đó nó đã phải vùng vẫy thế nào mới có thể sống sót Ngọc Tâm vừa nghĩ nước mắt đã lưng trọng Toàn thân cô đau đớn mỏi nhừ Nhưng chẳng hiểu tại sao Trái tim lại đau đớn gấp bội Như thể có hàng ngàn mũi dao Đang đâm xuyên qua nó vậy Tiếng mở cửa kẹt kẹt kéo cô trở về thực tại Y đang bước vào Trên tay là một bát nước thuốc đỏ ngầu Chẳng hiểu sao khi nhìn bát thuốc Ngọc Tâm lại bụng miệng nôn khan Thuốc này mế sắc cho em uống Mấy bảo nó có tác dụng như thuốc an thần mấy cán bộ y tế buôn hay cho. Ngọc Tâm chẳng dám đổ cái thứ nước đỏ ao vào miệng, chỉ sợ bao nhiêu mật xanh mật vàng sẽ nôn ra sạch. Nhưng cô cũng không muốn chồng lo lắng nên cắn răng uống hết trong một lần. Nhìn Ngọc Tâm mới qua một đêm mà người ngợm đã sơ xác, y răng sót vô cùng. Một lần nữa anh nhắc lại về chuyện về lại dưới xuôi. Tuy nhiên, mỗi lần chồng nhắc đến chuyện này Ngọc Tâm dường như biến thành một con người khác. Cô dứt khoát nói muốn ở lại đây, cố không để Iran thấy cái nhếch miệng đầy quỷ dị. Không thuyết phục được vợ, Iran đành bỏ ra ngoài, để mình Ngọc Tâm trong phòng nghỉ ngơi. Nhưng dù đã cố cô vẫn không sao chợp mắt nổi. Mỗi lần cơn buồn ngủ ập tới vì mệt mỏi, hình ảnh của thằng bé trong nghĩa địa cầm khúc xương cặm rau ráu lại hiện ra, khiến toàn thân cô lạnh toát run rẩy nghĩ ngợi một hồi ngọc tâm lao vùng ra khỏi phòng cô nhìn thấy chồng đang ngồi trước laptop làm việc iran là kỹ sư công trình vốn dĩ công việc rất bận rộn nhưng vì cô nặng nặc đòi về đây tổ chức lễ cưới nên anh cũng đành gác lại tất cả để chiều vợ cả hai gặp nhau ba năm trước ở dưới hà nội thời điểm ấy iran vì một biến cố mà vô cùng ủ rũ chán trường chính sự xuất hiện của ngọc tâm như làn gió mới thổi vào cuộc đời anh khiến anh lại muốn vực dậy tuy nhiên tình yêu của cả hai bị gia đình ngọc tâm ngăn cản cô nhiều lúc mệt mỏi quá cũng đã nghĩ đến việc bỏ việc nhưng chẳng hiểu tại sao một năm trở lại đây cô đột nhiên muốn iran đưa về đây và tổ chức lễ cưới dù việc đó sẽ phải đánh đổi bằng việc bố mẹ sẽ từ cô vĩnh viễn vừa thấy ngọc tâm iran đã gấp laptop lại hỏi cô sao không nghỉ ngơi mà lại đi ra đây ngọc tâm không trả lời anh nhìn ra bầu trời lúc này đã phủ một màu đen kịt đoạn cô bước tới nắm lấy tay anh nói bằng giọng dứt khoát đi em dẫn anh đi gặp một người khi biết được điểm yếu của ngọc tâm là nghĩa địa y đang đã sợ đến nỗi hồn siêu phách lạc nghĩ cô vẫn bị sốc khi chứng kiến cái chết của vợ già làng anh càng lo hơn khó khăn lắm mới lấy lại bình tĩnh Y đang hỏi Ngọc Tâm, em đừng làm anh sợ Sao chúng ta lại tới đây? Mà khoan đã Sao em lại biết ở đây có cái nghĩa địa? Trước những câu hỏi của chồng Ngọc Tâm trước sau vẫn im bặt Cô một mình hướng về ngôi mộ hôm trước Y đang mặc dù rất sợ Nhưng vì lo lắng cho cô Nên vẫn đi theo Khi cả hai đã đứng trước mộ của hờ nào Ngọc Tâm mới cất tiếng gọi Bé con ơi, cô đến rồi, cháu ra đây đi. Hôm nay cô còn dẫn theo một người bạn mới nữa. Y đang không hiểu Ngọc Tâm đang nói gì, chỉ thấy cô nhìn chằm chằm vào khoảng không tối thui sau nấm mộ, gọi ai đó như gọi người sống. Người sống, sao có thể chứ? Vì nơi đây là nghĩa địa mà. Suy nghĩ ấy khiến sống lưng y răng lạnh toát. Hai tay run rẩy nắm lấy tay vợ kéo về. Nhưng Ngọc Tâm nhất định không chịu Dù cho cô có gọi khản cả cổ Đứa trẻ hôm nọ vẫn không xuất hiện Thật vọng, buồn bã Ngọc Tâm ngồi thụp xuống khóc nước nở Khiến y đang sững sờ Sao cô ấy lại khóc Cô ấy quen biết người dưới huyệt mộ này ư Không thể Đây mới là lần đầu tiên cô tới đây mà Y đang càng nghĩ càng sợ Một làn gió lạnh sượt qua gáy Khiến anh giật nảy mình cùng lúc đó một âm thanh quái lạ thì thầm gọi tên anh bên tai iran 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 hốt hoảng quay người lại nhưng lại chẳng thấy ai khi định kéo ngọc tâm đứng dậy đi về hai mắt anh chợt dán chặt vào cái tên trên mộ H hở nào hở nao iran ngã khủy hai đầu gối quỳ sụp trước mộ của hở nào miệng lắp bắp gọi tên của chủ nhân ngôi mộ Hai hàng nước mắt nóng hổi Làm dài trên má Ngọc Tâm nhìn biểu hiện của chồng Lại dìn vào ngôi mộ trước mặt Máu tươi từ dưới đất tuôn trào Tươi đẫm từ ngọn cỏ Nồi lệnh phảnh bên trên là một bộ xương Người trắng hếu Từ hai hốc mắt của đầu lâu Máu tanh không ngừng tuôn ra Xối cả vào mặt Ngọc Tâm Mùi tanh tươi sộc vào mũi Khiến Ngọc Tâm hét lên đầy kinh hãi Kéo iran đang mơ màng Trở về với thực tại anh bỏ tới bên vợ không ngừng lay like người cô Ngọc Tâm! Hở nào! Y đang gọi hai cái tên một cách lộn xộn Nhưng tiếng gọi của anh đã khiến Ngọc Tâm bình tĩnh trở lại Cô ngước nhìn anh chằm chằm hai trong mắt hẳn học Nhưng huyết lệ lại chảy thành dòng Cuối cùng anh cũng trở về rồi, Y Giọng nói mà y ràng đã lãng quên từ lâu đột nhiên lấy thốt ra từ miệng Ngọc Tâm Khiến anh không ngừng run rẩy. Bàn tay anh lạnh buốt đưa lên vuốt ve gò má Ngọc Tâm Nhưng lại như đang vuốt ve một người con gái khác Rất nhiều năm về trước Hở nào vừa tròn 18 tuổi Là cô gái xinh đẹp nhất buôn làng Vẻ đẹp dịu dàng, thanh thuần Của hở nao khiến trai làng say đắm Ai cũng muốn bắt nàng về làm vợ nhưng tình yêu đầu của cô thiếu nữ lại chót trao cho y đang khi đó còn là một cậu sinh viên theo đuổi ước mơ giảng đường dưới xuôi y đang học xong trong thời gian chưa tìm được việc đã trở lại buôn gặp hờn nao cả hai hứa hẹn với ánh trăng với con suối với cây rừng mơn mợn. y đang hứa rằng sau này anh tìm được việc dưới hà nội nhất định đưa cô xuống đó để cô thấy thế giới này thật rộng thật đẹp không chỉ quanh quẩn bên nương dãy bên núi rừng hở nào tin anh tựa vào bờ vai anh trong đêm trăng thanh mát những tưởng tình yêu của cả hai cứ thế êm đẹp tương lai đã hứa hẹn cùng nhau cứ thế mà bước tới cho đến một ngày bố mẹ iran phát hiện ra mối quan hệ của cả hai sợ hở nào sẽ làm ảnh hưởng đến tiền đồ của con trai bố mẹ anh đã tìm đủ mọi cách ngăn cấm mà con trai có cầu xin hết lời không thuyết phục được bố mẹ, Iran bèn lên kế hoạch chạy trốn cùng Hở Nao. Tuy nhiên, vào đêm hẹn, dù cho rằng Iran có đợi đến tối khuya, Hở Nao vẫn không xuất hiện. Iran đã chờ Hở Nao cả đêm nhưng không thấy. Sáng hôm sau trở về, anh nghe được tin Hở Nao đã bị một thanh niên ở buôn bên cạnh bắt về làm vợ. Iran chìm trong đau khổ, sau đó chọn cách bỏ đi xuống xuôi, không bao giờ trở về nữa từ đầu đến cuối anh vẫn không gặp được hở nao từ đầu đến cuối anh vẫn không nghe được lời giải thích nào từ hở nao vậy mà tại sao bây giờ hở nao lại nằm ở đây dưới lớp bùn đất lạnh lẽo này y đang khóc không thành tiếng miệng liên tục gọi tên hở nao nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần anh gọi tên hở nao trái tim ngọc tâm lại như bị một bàn tay của quỷ dữ bóp chặt đối với câu chuyện thương tâm này ngọc tâm không sao khóc nổi cô chỉ thấy khó hiểu mà sự khó hiểu khiến cô sợ hãi hở nào đã được chôn ở đây nhưng tại sao cô ấy lại chết và đứa trẻ xuất hiện cảnh mộ có quan hệ gì với cô ấy và iran iran lúc này mới nhớ tới sự tồn tại của ngọc tâm ở đây anh sợ chuyện quá khứ của anh khiến cô buồn tủi, nhưng không làm sao thoát khỏi những câu hỏi đang lẩn quẩn trong đầu bỗng ngọc tâm nắm lấy tay iran cảm giác lạnh buốt nhanh chóng xâm chiếm ngay khi anh còn chưa hiểu chuyện gì những chiếc móng tay sắc nhọn của cô đã đâm vào da thịt anh tứa máu iran đau đớn gọi tên cô nhưng hai mắt ngọc tâm đã đỏ ngầu long sòng sọc nhìn anh iran hãy đi với em iran gương mặt của hở nao chập chờn chồng chéo trên gương mặt ngọc tâm khiến Iran kinh hãi. Trong khi đó, những chiếc móng tay đã đâm thấu vào da thịt anh, máu túa ra như tắm. Iran đau đớn nhưng không sao thoát ra nổi. Ngọc Tâm lúc này đã ôm ghì lấy anh, đè xuống nấm mộ. Một bàn tay cô túm chặt lấy đầu anh, không ngừng nhấn xuống huyệt mộ. Đầu Iran dần bị nhấn xuống, càng lúc càng sâu, cơn ngạt thở tìm đến. Hai chân anh không ngừng dãy rùa, mỗi miệng đều bị đất lấp kín anh nhìn hai con mắt đỏ ngầu của ngọc tâm mà không là hở nao mới đúng tự hỏi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trong giây phút sinh tử y đang dường như đã mơ hồ ngộ ra nhiều điều nhưng tất cả đều đã muộn cơn cuồng nộ của ngọc tâm mỗi lúc một lớn hơn quyết trồn sống anh dưới huyệt mộ của hở nao nhưng tại sao rốt cuộc anh đã gây nên oán nghiệp gì để phải chết một cách oan ức như thế này hơi thở yếu ớt của iran im bặt nguyên cái đầu đã bị đất cát lấp kín chỉ là trong cơn mơ màng cuối cùng anh đã nghe hình như ai đó đang gọi tên mình iran iran ở lại với em iran tỉnh lại trong trung tâm y tế huyện nhìn những chiếc áo và lưu trắng lượn lờ xung quanh anh ngỡ bản thân đã lên thiên đường chỉ khi giọng của ngọc tâm cất lên bên tai anh mới nhận thức được bản thân vẫn chưa chết. Hai bàn tay Ngọc Tâm lồm cồm nắm lấy tay Iran thật chặt, xong lại bị anh gạt phăng ra. Nhìn ánh mắt tội nghiệp của vợ, anh thật sự không dám kể với cô cảnh tượng lúc bị những chiếc móng tay sắc nhọn của cô đâm vào da thịt. Thậm chí chính đôi tay ấy còn suýt chút nữa, dìm chết anh dưới huyệt mộ. Ngọc Tâm không để ý nhiều đến phản ứng của chồng, tất cả những gì còn động lại trong tâm trí cô chỉ là câu chuyện tình trước đây của chồng và khoảnh khắc anh bị một thế lực vô hình nào đó kéo đầu xuống huyệt mộ lúc đất cát sắp nhấn chìm anh cô đã chẳng ngần ngại mà dùng tay không cào đất miệng liên tục gọi anh ở lại với cô ngọc tâm nửa muốn hỏi anh nhiều điều nửa lại không nhưng cho dù là chuyện gì thì cô đều cho rằng tất cả là lỗi của bản thân mình nếu cô không đi theo tiếng chó sủa đến nghĩa địa nếu cô không gặp thằng bé sống trong đó và nếu cô không vì tò mò mà kéo iran tới đó một lần nữa tất cả những chuyện này đều sẽ không xảy ra ngọc tâm không nói gì chỉ ân cần chăm sóc cho iran nhưng rõ ràng từ sau đêm hôm qua iran thì thoảng lại len lén nhìn vợ một cách đầy sợ hãi là anh đang sợ cô hay sợ một vong hồn nào khác đang tồn tại ở trong cô. Chuyện cô tử bố mẹ nhất quyết muốn anh đưa về đây và tiến hành đám cưới, trong khi cô còn cả một tương lai dạng ngời nơi thành phố. Có lẽ nào đều là vì vong hồn đang chiếm cứ cơ thể cô. Giả thuyết này khiến y đang rùng mình. Không thể, nhìn cô trước mặt anh thật vô hại. Xong, rõ ràng đêm qua cô suýt nữa đã giết chết anh. Iran không nghĩ ra cách gì để đối diện với Ngọc Tâm lúc này bởi những suy diễn trong đầu của anh nghe ra thật vớ vẩn. Đúng lúc này, bố mẹ của Iran mở cửa bước vào liên tục hỏi thăm tình hình của con trai. Vì bác sĩ kiểm tra sức khỏe của Iran đã ổn định nên ngày sáng hôm đó anh đã xuất viện luôn. Xuất dọc đường về nhà, Ngọc Tâm và Iran chẳng nói với nhau câu nào. Tuy nhiên trong bữa cơm, một lần nữa cô lại đề cập đến đứa trẻ sống ở trong nghĩa địa. Mẹ chồng Ngọc Tâm nghĩ con ma trong người con dâu càng lúc càng tự tung tự tác, nên nhất quyết đưa cô đến gặp già làng. Lần này Iran cũng đi cùng. Trước mặt mọi người, Ngọc Tâm tuần tự kể lại tất cả những việc đã xảy ra, còn hỏi mọi người có từng gặp một đứa trẻ nào gầy nhom sống trong nghĩa địa hay không. Tất cả đều lắc đầu, nhưng Cô để ý thấy thái độ của bố mẹ chồng Đột nhiên thay đổi Lúc cô nhắc tới huyệt mộ của Hờ Nao Lúc này Kể cả có mặt già làng ở đây Ý rằng vẫn lên tiếng hỏi bố mẹ Mế Trước mế nói với con Hờ Nao bị người ta bắt làm vợ Sau đêm qua con lại nhìn thấy huyệt mộ của cô ấy Ban đầu con còn tưởng là Người với người trùng tên Nhưng sau đó Đang nói Ý rằng đột nhiên dừng lại ánh mắt lại đun rảy lén nhìn Ngọc Tâm. Anh định kể ra việc vong hồn của hở nao trong thân xác Ngọc Tâm đã suýt giết chết mình nhưng lại thôi. Bố mẹ của Iran cũng không hỏi tiếp bởi bây giờ trong đầu họ chỉ toàn là hình ảnh của cô gái tên hở nao. Thật ra sau khi con bỏ xuống dưới xuôi không bao lâu thì hở nao đã tự tử. Tự tử à? Cả Ngọc Tâm và Iran đồng thanh hét lớn không dám tin vào tay mình gương mặt ngọc tâm cắt không còn giọt máu những ngón tay lại vô thức bấu chặt tay iran đang ngồi bên cạnh tứa máu chuyện này ta cũng biết dạ làng đột nhiên nhìn iran thương cảm nghe bảo con hở nao bị quỷ hành ốm nằm liệt giường không dậy nổi một thời gian sau không chịu nổi đau đớn nên đã tự tử, tử iran không dám nghe tiếp đứng phát dậy nhìn tất cả mọi người phát tiết Bấy lâu này anh mang theo mối hận hở nao bỏ đi Nhưng rốt cuộc lại không biết cô đã sống một cách đau đớn Và chọn lựa cái chết như một sự giải thoát Anh đã hận cô phụ tình Đã luôn mang nỗi đau đó suốt bao năm qua Để ngày hôm nay anh mới vỡ lẽ ra tất cả Không phải hờ nao phụ tình anh Mà chính anh đã bỏ rơi cô Sau đó là đẩy cô xuống huyệt mộ lạnh lẽo Y đang không còn sức hỏi bố mẹ tại sao lại giấu anh tất cả chuyện này. Anh chỉ nhìn Ngọc Tâm lúc này đang đột nhiên khóc nấc, một lúc lại cười như điên dại, miệng không ngừng làm nhảm phải đi gặp đứa trẻ trong nghĩa địa. Dạ làm thấy tình trạng của Ngọc Tâm mỗi lúc một nặng, bèn sai người trói cô lại, đồng thời bảo bố mẹ Y đang sang thôn bên mời thầy Canáp sang làm phép diệt trừ con ma đang chiếm dụng cơ thể Ngọc Tâm tưởng Iran sẽ phản đối, ai ngờ anh còn góp sức giúp mọi người. Sau sự việc đêm qua, Iran hiểu rõ giả làng nói không sai. Bên trong cơ thể Ngọc Tâm đang tồn tại một linh hồn khác mà anh biết rõ một một. Anh không biết tại sao vong hồn hờ nao lại ở trong Ngọc Tâm. Nhưng chuyện đó bây giờ không quan trọng. Quan trọng là dù mục đích của hờ nao là gì, thì Ngọc Tâm đều không đáng bị như vậy cô không đáng trở thành công cụ giúp hở nao trả thù anh chính vì vậy việc làm lễ trừ tà giúp ngọc tâm lúc này là vô cùng cấp bách ngọc tâm bị trói vào một cây cột gỗ cô cố dãy giụa nhưng không làm sao thoát ra nổi cô lại nhìn iran cầu cứu xong anh lại nhìn cô bằng vẻ đau xót và bất lực cuối cùng cô nhìn chằm chằm gã thầy pháp đang đối diện với mình khóe miệng chợt nhếch lên đầy quỷ dị trong lúc đó thầy pháp ca náp lại đang bận rộn chuẩn bị cho nghi lễ trừ tà qua biểu hiện của ngọc tâm lão nhận ra vong hồn trong người cô đã tích tụ được rất nhiều oán khí việc đối phó có lẽ không dễ dàng tuy nhiên đó không phải điều duy nhất làm lão bận tâm hơn chục năm hành nghề bắt ma trừ tà đa số các trường hợp lão gặp đều là vong hồn chọn những người yếu bóng vía và tiến hành chiếm cứ cơ thể người sống nói cách khác họ giống như những ác linh chọn bừa một cơ thể yếu đuối để làm nơi trú ngụ lại dương gian cho đến khi đạt được mục đích của mình tất nhiên vì nhé đó giữa vong hồn và người sống sẽ không tồn tại mối quan hệ gì nhưng trường hợp này lại khác có vẻ như ngọc tâm không hề bị cưỡng chế cướp đi cơ thể ngược lại bằng sức mạnh ý chí của mình một phần nào đó cho thấy cô còn đang tiếp tay cho vong hồn này đạt được âm mưu. Cả chuyện đó sang một bên, việc của ông là đuổi vong hồn kia ra khỏi cơ thể của Ngọc Tâm theo lời nhờ vả của già làng. Nói đoạn, lão dựng một chiếc bàn lớn, bày biện vài dụng cụ trừ tà trên đó. Tay phải lão cầm bộ chuông đồng, tay trái cầm ba cây nhang đen, loại nhang dùng để xua đuổi tà ma. Lão dung hồi chuông đầu tiên, Ngọc Tâm chợt hét lên đau đớn, nhìn lão như muốn ăn tươi nuốt sống. Lão trung tiếp hội chương thứ hai, cùng với đó là từ từ tiến lại gần Ngọc Tâm đang quằn quại. Lão đốt ba cây nhang đen rồi ấn vào giữa đỉnh đầu của Ngọc Tâm. Đầu cô bốc khói nghi ngút, rồi bất ngờ bùng cháy dữ dội. Ngọc Tâm hét lên đầy đau đớn, trong khi đó gã thầy pháp vẫn rung chuông một cách điên cuồng, miệng lẩm nhẩm đọc gì đó. Ngọn lửa càng cháy càng điên cuồng Chẳng mấy chốc đã nuốt gọn cơ thể nhỏ bé của Ngọc Tâm Cô cầm cử Hai mắt đỏ au nhìn Y Nhưng khóe môi lại nhếch lên Cười đầy diễu cợt Y lòng như lửa đốt Cố thuyết phục bản thân chỉ cần cố thêm một chút nữa thôi Thì Ngọc Tâm sẽ được cứu Nhưng Thời gian cứ trôi qua Chỉ có xác thịt Ngọc Tâm Là đang bị ngọn lửa thiêu đốt mà thôi Không thể đứng nhìn Ngọc Tâm bị thiêu chết Y Giang liền cuống cuồng hô hoáng mọi người nhanh chóng dập lửa. Anh bé Ngọc Tâm đi cấp cứu, mà không hề biết rằng gã thầy Pháp ca náp ở đằng sau vừa tự nhiên ngã vật ra. Hai tay tự bóp chặt cổ mình cho đến khi mắt lão trợn trừng. Hai con người đen xì không chuyển động. Ngọc Tâm bị bỏng nặng nhưng chẳng hiểu sao cô lúc này lại không thấy đau đớn gì cả. Nhìn Y Giang xót mình, Ngọc Tâm cảm thấy rất vui. Bác sĩ khuyên cô nên ở lại điều trị thêm Nhưng Ngọc Tâm kiên quyết từ chối Nói rằng bản thân còn việc cần giải quyết Tối đó, nhận lúc y ra ngủ thiếp đi vì mệt Ngọc Tâm lén mở cửa đi ra ngoài Cô đi trong bóng tối Hai con mắt sáng quá không ngừng nhìn xung quanh như tìm kiếm ai đó Cô đi được một đoạn thì tiếng chó sủa quen thuộc vang lên Ngọc Tâm nhếch môi cười Lệ thần xác đầy những vết thương đi theo hướng chó sủa trong mấy chốc cô đã đến nghĩa địa bước thật nhanh về phía mộ của hở nao ngọc tâm đứng một hồi lâu vẫn là nụ cười nhếch miệng giỡn rợn đó cô không nói gì cũng không gọi ai chỉ lặng nhìn cái tên hở nao trên huyệt mộ như thế một lúc sau ngọc tâm bất chợt ngồi thụp xuống bàn tay đỏ ửng vì vết bỏng run rẩy đưa ra phía trước miệng miếu máu, nước mắt chảy thành dòng nghe tiếng khóc của ngọc tâm Đứa trẻ lại từ sau huyệt mộ đi ra Nó cũng đứng lặng nhìn cô Khúc xương trắng hiếu trên tay rơi xuống đất Miệng thằng bé cũng bắt đầu méo sạch Thút thít khóc Ngọc Tâm ôm đứa trẻ vào lòng Mặc dù người thằng bé lạnh toát Nhưng cô vẫn cảm nhận được hơi ấm len lỏi khắp cơ thể Cô ghì chặt thằng bé không nỡ buông Chỉ sợ buông ra thằng bé sẽ lại biến mất một lần nữa Thằng bé kể cái hôm cô đến cùng với Iran nó cũng thấy nhưng nó sợ iran nên đã không xuất hiện ngọc tâm hỏi vì sao thằng bé lại sợ iran thì nó chỉ trả lời vì nó chỉ trả lời mẹ nó cũng sợ iran ngọc tâm phút chốc không hiểu ý của thằng bé chỉ cảm giác giữa cô và nó tồn tại một loại tình cảm nào đó rất gắn bó cô không thể gọi thành tên nhưng cô biết chắc không phải dĩ nhiên mà cô bước chân vào nghĩa điện này và gặp thằng bé thời gian cứ thế trôi qua Đêm đèn lạnh lẽo cứ thế phủ lên hai con người một lớn một nhỏ. Ngọc Tâm hát cho đứa trẻ nghe. Khi nó ngủ thiếp đi, cô mới có ý định trở về nhà. Bỗng, cảm giác lạnh toát bất ngờ chạy dọc sống lưng. ra cả cô dựng lên bẩn bật. Ngọc Tâm từ từ quay người lại. Bàn tay bé nhỏ xương sầu của đứa bé đang nắm chặt giữ cô lại. Hai mắt nó đang nhắm nghiền, bất thình lình mở to. Cái miệng bé nhếch lên, để lộ vài cái răng đen xỉ. Ngọc Tâm có chút sợ hãi nhưng vẫn bình tĩnh nói chuyện với nó rằng đêm đã khuya và cô phải trở về. Lúc cô định quay đi lần nữa thì một tiếng nói lanh lành vang lên khiến toàn thân cô ngay lập tức bất động. Mế! Ngọc Tâm sững sờ nhưng khi nhìn vào đứa trẻ vừa gọi mình là mẹ cô lại đột nhiên bình tĩnh lạ thường. Cô từ từ tiến đến, dùng thân thể của mình che sương gió cho thằng bé, tay không ngừng vuốt ve mặt nó. Đằng sau lưng, máu tươi lại chảy ròng ròng khắp huyệt mộ của hở nào. Sáng sớm hôm sau, Iran tỉnh dậy nhưng không thấy Ngọc Tâm đâu, liền lo lắng đi tìm. Anh gọi điện cho vợ, nhưng điện thoại vẫn đổ chuông trong nhà, còn người lại chẳng thấy đâu. Iran càng thêm lo lắng tột độ. Tự hỏi người ngợm bị thương như thế Thì cô có thể đi đâu được Nghĩ ngợi một hồi Bóng hai mắt anh trợn trừng Dường như đã biết được Ngọc Tâm đang ở đâu Y ra một mình tìm đến nghĩa địa Quả nhiên nhìn thấy Ngọc Tâm đang nằm ngủ bên cạnh huyệt mộ của hờ nao Người cô đầm đìa máu Vui tách tưởi nồng nặc sọc vào mũi khiến anh không kìm được Và bộ miệng nôn khan Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Ngọc Tâm đêm qua? y đang đánh thức ngọc tâm dậy nhưng khác với biểu hiện kinh hãi của anh cô ta lại tỏ ra vô cùng bình thường ngoan ngoãn nằm trên lưng để anh cõng về nhà mất nửa ngày nghỉ ngơi ngọc tâm mới dần dần bình phục ngay lập tức y đang đã hỏi ngọc tâm rốt cuộc đêm qua đã có chuyện gì xảy ra sam lại đến nghĩa địa ngủ ngọc tâm nhìn chồng đột nhiên bật cười khanh khách tiếp sau đó cô cất giọng nói Xong, cái thứ âm thanh ma quỷ đó lại khiến Y dựng tóc gáy. Y anh thật sự đã quên em rồi sao? Em là hở nao đây, hở nao của anh đây. Ngọc Tâm vừa miếu máu cười, vừa xà vào lòng Y Trong khi Y lúc này đang vô cùng sợ hãi, anh liên tục đẩy cô ra bởi anh biết chủ nhân của giọng nói kia là ai. Phải, như cô ta đã thú nhận Đó chính là Hờ Nào Y Răng được một phen kinh hồn bạt phía Ngã khủy xuống nền nhà Trong khi đó Ngọc Tâm vẫn nhìn anh cười khen khách Được một lúc cô lao tới chỗ anh Khóc lóc thảm thiết Y Răng Con của chúng ta Hãy cứu con của chúng ta Thằng bé đang ở trong nghĩa địa Thằng bé đang lạnh lắm Hai mắt Y Răng mở chừng nhìn Ngọc Tâm Toàn thân mềm nhũn ra không còn chút sức lực nào Mặt cắt không còn giọt máu Gần xanh nổi lên rần rần Khi anh biết rằng Nỗi kinh hoàng đang từ từ trường tới Ngọc Tâm lúc khóc lúc cười Rồi lệ cấu và da thịt Y răng chảy cả máu Đau đớn ngập ngụa Y vô thức nghe theo lời Ngọc Tâm Tìm đến nghĩa địa Tuy nhiên Không có đứa trẻ nào ở đây Như lời Ngọc Tâm nói cả Con của anh Tại sao có thể chứ? Iran quỷ sụp trước huyệt mộ của Hở Nao Cầu xin cô tha thứ sau tất cả những gì đã xảy ra Tuy nhiên, giữa ban ngày ban mặt Vong hồn của Hở Nao vẫn thông qua thân xác của Ngọc Tâm Mà quấy quá anh được Chỉ thấy Ngọc Tâm bất thỉnh lình xuất hiện đằng sau lưng Iran từ lúc nào Cô hết cười rồi lại khóc Miệng liên tục gọi con trai Con trai đừng sợ Làm mế đây Con hãy ra đây đi Mặc cho Ngọc Tâm có gọi khản cả giọng Thằng bé vẫn không hề xuất hiện Ý đang lúc nào Chỉ biết trơ mắt nhìn Ngọc Tâm Hóa điên hóa dài Anh biết tất cả đều do hơn nào Nhưng không làm sao để kết thúc oán nghiệp này Bỗng Ngọc Tâm chạy vụt ra đằng sau huyệt mộ Đứng nhìn rồi bật cười khen khách Con trai Hóa ra con trốn ở đây à Y đang đun rẩy đứng dậy từ từ vòng ra phía sau huyệt mộ của hở nao nhưng trước mắt anh chỉ là một gò đất nhỏ nhô cao hoàn toàn không thấy đứa trẻ bằng xương bằng thịt nào cả tuy nhiên ngọc tâm vẫn nhìn vào gò đất đó nói những câu chẳng rõ ràng y đang sau một lúc suy nghĩ cũng đã hiểu ra chuyện gì đó anh sợ hãi hết nhìn ngọc tâm rồi lại nhìn gò đất nhỏ tiếp đó liền hét lên một tiếng rồi vùng bỏ chạy vào những bụi rậm xung quanh Iran trở về nhà Ngay lập tức tìm bố mẹ mình Anh chất vấn ông bà chuyện năm xưa Vì anh biết còn có ẩn tình được giấu đi mà anh không hề biết Lúc này biết không thể giấu thêm được nữa Mẹ Iran mới kể lại toàn bộ Cái ngày Iran chờ hờ nao ở điểm hẹn Không phải là hờ nao bị người ta bắt về làm vợ nên không đến Mà là cô đột nhiên ngã bệnh nên không thể đến Sau đó khi Iran đã bỏ đi hở nao cũng nghe được tin tức nên vô cùng đau khổ vì uất hận dành cho iran mỗi ngày một lớn nên bệnh tình của hờ nao mỗi lúc một trầm trọng nhưng chẳng hiểu sao con ma rừng mãi không tới lấy mạng cô mà cứ hành hạ khiến cô sống dở chết dở như vậy cuối cùng hở nao không chịu nổi giày vò quyết định ăn lá ngón tự tử mà không hề biết rằng trong bụng đã mang cốt nhục của iran Nghe đến đây Iran đã sụp đổ hoàn toàn Anh bắt đầu tự đánh bản thân mình Hú hét một cách cuồng loạn Hở nào nói đúng Chính anh đã giết cô Cô chết đi và mang theo oán hận đối với anh Sau đó thông qua Ngọc Tâm dẫn dụ anh trở về Cốt để anh tìm ra lời giải cuối cùng Cho mối tình oan trái này Iran khóc không thành tiếng Không biết phải làm gì lúc này Một cái lễ rửa tội có lẽ là không đủ để bù đắp cho mẹ con hở nao lúc này. Nhưng có lẽ đó là điều duy nhất anh có thể làm để cầu xin sự tha thứ từ mẹ con cô, cũng là để cứu Ngọc Tâm, một người vô tội khỏi sự điều khiển của vong hồn hở nao. Lễ rửa tội xong xuôi, y đang cũng không mang tới kết quả. Anh không quan tâm mẹ con hở nao có tha thứ cho anh hay không. Tất cả những gì bây giờ anh có thể nghĩ là nhanh chóng đi tìm Ngọc Tâm xét cho cùng ngọc tâm không đáng phải trải qua tất cả những chuyện kinh khủng bấy lâu y đang chạy ra đa nghĩa để tìm ngọc tâm nhưng cô đã không còn ở đó chỉ thấy ba nén nhang đen được thắp trên huyệt mộ của hở nao và mộ của đứa trẻ anh tức tốc chạy về nhà nhưng căn phòng trống trơn ngọc tâm đã thu dọn đồ đạc và ra đi một cách lặng lẽ y đang bất lực ngồi xuống giường bàn tay vô thức làm lệch chiếc cối ngủ một lá thư hiện ra ghi lại những lời cuối cùng ngọc tâm gửi cho anh iran cầm lá thư lướt thật chậm chỉ thấy những ngón tay run rẩy lá thư trên tay anh cũng rơi xuống hai mắt iran trợn trừng từng con chữ ma quái đang ngang nhìn nhảy múa trước mặt gửi iran mong anh đọc xong hãy đốt lá thư này vì khi đó hở nào mới biết em đã hoàn thành nhiệm vụ mà cô ấy gửi gắm thật ra thời điểm mà chúng ta gặp nhau em luôn bị thứ gì đó quấy đầy em bắt đầu có những cử chỉ và hành động không giống bình thường đỉnh điểm là em đã nói tiếng dân tộc khi cãi nhau với bố mẹ mẹ nhận ra điều bất thường liền tìm một pháp sư giỏi cho em pháp sư vừa nhìn đã nhận ra ngay có một vong hồn con gái đang đi theo em mọi lúc mọi nơi những việc kỳ quặc em làm cũng do cô ấy gây ra mẹ em cương quyết nhờ pháp sư làm lễ diệt hồn để vong hồn kia không còn bám theo em nữa tuy nhiên lúc sắp sửa tiêu tan cô ấy đã nhập vào người pháp sư và thỉnh cầu em giúp đỡ cô ấy nói rằng bản thân là người yêu của anh bị anh ruộng rẫy nên đã tự tử tuy nhiên cô ấy lại không biết mình đã mang thai nên muốn nhờ em quay trở lại để tìm con ban đầu em rất sợ hãi nhưng chẳng hiểu sao em lại gật đầu thỏa hiệp có lẽ Em đã cho rằng việc giúp cô gái tội nghiệp ấy cũng là đang giúp anh. Kể từ đó em chấp nhận để Hờ Nao tồn tại trong thân xác của mình. Thời gian dần trôi qua, bắn đi rất lâu, em thực sự đã quên mất trong cơ thể mình còn tồn tại một hồn ma. Chỉ khi nhìn thấy đứa trẻ ở trong nghĩa địa, tình mẫu tử được đánh thức, vòng hồn của Hờ Nao mới trỗi dậy. Mọi chuyện sau đó thế nào chắc anh cũng đã biết. Hở nào đã đạt được mục đích tìm lại con, anh cũng biết được ngọn ngành sự việc năm xưa. Nhiệm vụ của em đến đây cũng kết thúc. Em sẽ trở lại thành phố nơi em thuộc về. Em cần thời gian để quên đi anh, quên đi đứa trẻ trong nghĩa địa và cũng quên đi hở nào, một vòng hồn đáng thương đã từng trú ngụ trong cơ thể em. Chúng ta vừa lắng nghe xong tập truyện đầu tiên của tác giả Kiến Lương Và bây giờ mời quý vị đến với tập truyện thứ hai của tác giả Diễm Hằng Trời bên ngoài vẫn còn tối mờ sương Bà Hoài đã lục tục chui ra khỏi mùng Tiến xuống bếp vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân Bà trở ra sỏ đôi giày thể thao vào chân Tiến ra đường Đánh ánh mắt nhìn quanh Trời vẫn còn tối lắm Ngoài đường chưa một bóng người qua lại Bà nhíu mày móc cái điện thoại trong túi ra xem. Đồng hồ hiện mới 4 giờ sáng. Bà Hoài chán nản thở dài, miệng lẩm bẩm. Sao hôm nay mình dậy sớm thế nhỉ? Rõ ràng chuông báo thức kêu rồi mà xong mới 4 giờ sáng. Hai hôm qua mình cài sai nhỉ? Bà Hoài tặc lưỡi thở dài xem lại phần cài đặt. Quả thật bà cài nhầm sớm hơn một tiếng. Bà nghĩ Thôi thì lỡ ra đến đây rồi, đằng nào vào cũng không ngủ được. Thôi thì đi xong về dọn nhà sớm để đi chợ cho nó thoải mái, không bị vội vàng. Bà Hoài bao nhiêu lâu nay vẫn có thói quen tập thể dục buổi sáng. Bà thường đi bộ từ nhà, băng qua cây cầu vượt bắc ngang qua con đường cao tốc rồi vòng về. Bà siêng năng lắm, chỉ hôm nào mưa bão thì bà mới chịu ở nhà. Bà nghe người ta nói đi tập như thế này vừa khỏe vừa gầy bớt đi. Thế nên bà cố gắng đi tập thể dục buổi sáng lắm hòng mong sao cái thân hình béo tốt của bà thon gọn đi phần nào Bà Hoài đưa bước chân nhanh nhẹn tiến về phía trước Hướng cây cầu vượt quen thuộc cách nhà bà tầm một cây số Vừa đi, bà vừa vung tay ra chiều chuyên nghiệp lắm Lúc đi qua đoạn giữa cầu Nơi có ánh đèn vàng chiếu xuống mặt đường Thì bỗng nhiên cái đèn trên cao chớp tắt liên tục Sau vài lần như thế nó tắt hẳn, tất cả chìm vào trong màn đêm u tối. Chiếc đèn gần nhất cách bà dễ cũng phải cả trăm mét, nên quanh bà bây giờ chỉ một màu đen mù mịt. Bà Hoài có chút giật mình, sau đó bà lẩm bẩm chửi. Mẹ mẹ, hỏng lúc nào không hỏng, hỏng đúng lúc tao đi qua làm hết cả hồn. Sau phút giây giật mình, bà bước đi tiếp thì một cơn gió nhẹ thổi qua. Cơn gió mang theo làn hơi lạnh, mặc dù đang là mùa hè, mới khi nãy còn oi bức. Bà Hoài hơi nổi chút gai ốc, nghĩ chắc cầu trên cao nên gió mát thổi qua. Bà lại tiếp tục đi trước, đến điểm đích mà bà vạch ra cho mình mỗi khi đi tập. Chân bà vừa bước được một bước chợt bà nghe có tiếng hát nỉ non của một cô gái. Tiếng hát trong trẻo, nghe ai oán sầu thảm vô cùng. Bà Hoài đánh mắt tìm kiếm xem giờ này ai đã lên đây hát Hay là có ai cũng đi thể dục như bà Bà quay lại phía sau nhìn Nhưng ngoài màn đêm u tối ra thì không có gì cả Bà Toàn quay lại tiếp tục Thì bà giật mình đánh thót một cái Tim bà đập lên rầm rầm Trước mắt bà giờ đây có một cô gái Mặc một chiếc váy trắng như váy cưới Tóc dài ngang lưng Đang ngồi dưới đất ôm mặt khóc Lưng xoay về phía bà bà hoài hổ nghi nhìn lại nghe tiếng khóc thút thít như xa như gần lạnh lẽo u ám bà hoài tay chân cứng đờ nhìn người con gái ấy một lúc thấy cô ấy không có phản ứng gì chỉ ngồi đấy khóc à nghĩ chắc cô có chuyện gì buồn nên đánh bạo đi đến gần hỏi cô gái cô ơi sao giờ này lại ngồi đây khóc có chuyện gì thì bình tĩnh từ từ giải quyết đừng có nghĩ quẩn nhá cuộc đời còn dài còn nhiều cái tươi đẹp lắm Cô gái nghe thấy bà nói thì tiếng khóc bé dần Tiếp sau là tiếng nói trầm bổng âm vang vọng từ đâu về Cháu buồn quá cô ơi Chồng cháu đi lấy vợ rồi cô ạ à. Bà Hoài nghe thấy tiếng nói ấy mà nổi tầng tầng lớp lớp ra gà Bà thương cảm cho cô gái khi nghe thấy cô nói Chồng cô đi lấy vợ Bà thở dài đồng cảm bởi chính bà cũng bị chồng bỏ đi theo con nhân tình chân dài đến nách Bà an à ủi Không sao đâu cô gái à Tôi cũng giống cô mà Không có lũ đàn ông bội bạc cây Cuộc sống của tôi còn tốt hơn Huống chi cô còn trẻ Lo gì không tìm được người tốt hơn cái thằng khốn nạn kia Thôi Đi về đừng có ngồi đây nữa Ngồi đây ma nó bắt bây giờ Mấy hôm trước cũng có con bé bị chồng bỏ ra đây nhảy xuống kia tự tử đấy không việc gì phải khổ thế mình chết rồi nó vẫn sống vui vẻ có ân hận tí nào đâu cô gái nghe bà hoài nói thế dần đứng dậy từ từ xoay người miệng nói cô yên tâm chúng nó không sống được hạnh phúc đâu bà hoài trợn mắt há mồm trước mắt bà trong bóng tối mờ ảo cô gái xoay người lại để lộ toàn bộ cơ thể mặt cô ta trắng toát xanh xám hai mắt mở trừng trắng dã vô hồn lại còn có các tia máu đỏ lòm đôi môi thâm đen với dòng máu đen đặc đang nhiễu xuống chiếc váy cưới trắng dưới bụng một vết thương lớn đang không ngừng chảy máu nhộm đỏ hết chiếc váy cưới nơi vết thương đang chảy máu cơ hồ còn nhìn thấy cả ruột và nội tạng bên trong bà hoài sợ hãi ngã ngồi xuống đất đôi mắt mở to như muốn khóc bà muốn hét lên nhưng như không còn hơi bà cứ ngồi dưới đất hai mắt dán vào thân hình kinh dị kia úa ớ không nói nên lời cô gái tiến lại gần bà hơn nhà hàm răng trắng ờn ờn ra cười tiếng cười chua xót đau khổ vang vọng khắp nơi trong không bà hoài sợ hãi ngã lăn cái thân hình ục ịch ra đất ngất lịm cái tiếng cười vẫn cứ vang vang bay xa luồn lách qua từng tán lá đang đung lay trong gió quay trở lại nguồn cơn của sự việc ngày hôm nay mấy tháng trước. Tuấn như bao cậu thanh niên mới học ra trường khác, mang bao nhiêu hoài báo lớn lao trong lòng, với một viễn tưởng khi ra trường sẽ tìm một công việc mình yêu thích. Sáng đi làm, tối đi chơi, cuối tháng nhận tiền. Sau 3 năm theo học đại học, tự tin cầm tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi trên tay, ngẩng mặt lên nhìn trời, mang một nụ cười hãnh diện với đời nhà tuấn ở quê bố mẹ cũng chỉ là nông dân bình thường như bao hộ dân khác trong vùng nhưng quyết cho tuấn ăn học để không phải vất vả như ông bà ngày ngày ra ruộng trồng rau bán mặt cho đất bán lưng cho trời tuấn không phụ sự kỳ vọng của bố mẹ đặt vào cậu quý tử duy nhất trong nhà cậu học hành chăm chỉ giỏi giang năm nào cũng là học sinh khá giỏi trong trường nhiều lúc còn được thầy cô đề cử đại diện lên trên huyện Chanh tài cùng các trường khác. Cũng vài lần cậu giành được giải thưởng danh dự, làm thầy cô và bố mẹ nở mày nở mặt lắm. Ông bà Thanh Hiền thấy cậu con trai duy nhất của mình giỏi giang thì hãnh diện lắm. Đi đầu cũng khoe với làng xóm láng giềng như một cái hơn với đời. Ông bà lại ra sức làm lụng kiếm tiền, bồi đắp cho tương lai, trụ cột trong nhà. hòng sau này nó sẽ tìm được công việc tốt, kiếm được nhiều tiền báo hiếu hai thân già Tuấn ngoài việc học ra thì chẳng biết làm gì cả Cậu ngày ngày vùi mình và đống sách vở Đến nỗi trên mắt mang một cặp kính dày cộm Nhưng vẫn ham học cái này Xem cái kia để có thêm nhiều kiến thức Sự vất vả của ông bà Thanh Hiền cuối cùng cũng được đền đáp Tuấn học xong cấp 3 thi đậu vào một trường đại học lớn trên Sài Gòn Là người duy nhất trong xóm thi đậu Ông Thanh vui lắm Ông làm hẳn chục mâm cỗ to Mời bà con chòm xóm đến chung vui Ăn mừng cho con mình tương lai rộng mở Tuấn theo học ngành công nghệ thông tin Năm năm theo học Tuấn lúc nào cũng là học sinh ưu tú Nhận được bao nhiêu lời khen từ thầy cô bạn bè Mang một vẻ hào nhoáng trên người Rằng sau này tiền đồ rộng mở Thế nhưng sự thật nó lại vũ vàng hơn cả người yêu dở mặt khi bóp hết tiền cầm tấm bằng trên tay và hồ sơ xin việc cậu tràn đầy năng lượng bước chân vào các công ty lớn nổi tiếng với chế độ cộng mức lương mà sinh viên thậm chí cả những người bình thường đều mơ ước đến đôi chân cậu bước vào hùng hồn bước ra nặng nhọc bởi cái cậu nhận được chỉ là cái lắc đầu và những câu từ chối tế nhị à cậu cứ để hồ sơ lại khi nào có công việc phù hợp chúng tôi sẽ liên lạc lại sau tuấn biết cơ hội họ gọi cho mình dường như là không có cái họ cần kinh nghiệm thực tiễn chứ không phải là lý thuyết suông thực hành thì như gà mờ tuấn đôi chân cứ chậm dần chậm dần bước đi thất thều trên con phố tấp đập người qua kẻ lại vội vã bon chen tốt nghiệp được ba tháng mà vẫn chưa xin được công việc nào cậu chán nản ra mình trong căn phòng trọ chật hẹp vùi mình trong các trò chơi ảo giết thời gian Đến lúc không còn tiền để mua mì gói Tuấn mới tặc lưỡi Thu dọn đồ về quê Chờ đợi tìm cơ hội sau Về quê với vẻ thư sinh thanh lịch của phố thị Tuấn như là tâm điểm của làng xóm Đi đến đâu cũng Nhận được câu chào hỏi Thăm nom của mấy bà hàng xóm lắm chuyện Ê à, thế à, Tuấn về chơi đấy hả cháu Học xong rồi nhỉ Tìm được việc chưa Học giỏi thế chắc đường cao lắm nhỉ còn nhà bác nó không học hành đàng hoàng Tháng được có chục triệu chán lắm Tuấn nghe xong chỉ cười buồn không biết nói gì Cậu chỉ vâng giả rồi lầm lũi quay đi Dần dà cậu cũng lại giam mình trong nhà lá ọp ẹp Chẳng thèm để ý Giúp đỡ gì đến ruộng vườn của ông Thanh bà Hiền Ông bà biết con buồn cũng không nói gì Chỉ động viên con cố gắng Cơ hội của mình chưa tới mà thôi Tuấn ở nhà đến hai tháng trời Chợt cậu nhận ra bố mẹ mình đã già đi nhiều Trên mặt đã bắt đầu có nếp nhăn Mái tóc chuyển màu hoa râm Đôi mắt hay nheo lại Để nhìn một vật nào đấy Lúc này Cậu mới nhận ra mình vô dụng đến nhường nào Bao nhiêu năm bố mẹ gồng gánh Nhìn ăn nhịn mặc để lo cho tương lai cậu Mong sao sau này cậu sẽ thành tài Thế nhưng đến cả tô bốn tuấn cũng chưa bao giờ dùng tiền của mình mua cho bố mẹ Các bạn học đều đi làm kiếm tiền đóng học Duy chỉ có tuấn nhàn nhã, ăn no lại nằm Đến giờ thì lên lớp với suy nghĩ trong đầu Sau này ra trường làm sao Tuấn thở dài não nuột Ngồi bên khung cửa sổ nhìn bóng cha cổng rạp Lòng khom cắt từng mớ rau mai đem đi bán Đổi lấy vài đồng bạc lẻ để lo cho mình khiến cậu cảm thấy hổ thẹn trong lòng. Tối hôm ấy trong bữa cơm tối, Tuấn ngập ngừng nói với cha mẹ: "Chắc mày còn lại lên thành phố đi xin việc gì làm tạm chứ ở nhà đợi các công ty gọi không phải là cách. Con xin làm lao động phổ thông cho dễ, làm chống cháy nếu mấy chỗ còn họ xin họ gọi thì con lại sang bên ấy." Ông Thành thở dài, đôi mắt mở đục nhìn xa xăm vào màn đêm u tối, tâm sự trùng trùng. Ông bao năm vất vả chỉ mong con một ngày thành danh về nhà Để ông nở mày nở mặt với họ hàng, làng xóm Thế nhưng bây giờ nó bảo đi làm công ty như mấy đứa học hết lớp 9 rồi nghỉ Khác nào công sức ông đổ sông đổ biển Chẳng khác gì mấy đứa ít học quanh năm Chỉ quanh quẩn trong làng xóm Không qua nổi lũy che già Cửa nhà khi nào nó gọi thì đi Tao nuôi mày bao năm còn được Bây giờ thêm vài năm nữa có sao Bà Hiền ngồi bên cạnh nghe thế như hiểu lòng con Bà nói Thôi để cho con nó đi làm cho đỡ buồn Làm cho khuây khỏa chợ ở nhà cũng buồn Lên đi tìm cơ hội rồi xin vào đúng ngành nghề sau Tuấn nghe mẹ nói đôi mắt cũng cay cay Cậu hiểu được tâm tư của cha Muộn phiền của mẹ Bao năm ăn học tiêu tốn không ít tiền của Để bây giờ chỉ là một thằng công nhân quen Như bao đứa bạn đang học bỏ giờ giữa chừng Hôm sau Tuấn lại khăn gói quả mướp lên đường Lên ấy cậu xin vào một công ty sản xuất giấy da Làm việc bán thời gian Khi bắt đầu vào làm việc Cậu mới biết cuộc đời này Nó không phải màu hồng như các thầy cô vẫn nói Rằng là khi Có con chữ trong đầu Thì công việc của các bạn mới nhẹ nhàng Lương cao Tuấn chỉ quen ăn xong rồi học Thế nên tay chân vụng về chậm chạp Thường xuyên bị thằng tổ trưởng Bằng tuổi quát nạt có hôm nó đứng từ đầu truyền cách cả trăm mát hét tên Tuấn Thúc giục nhanh tay khi hàng ùn đẩy chỗ cậu Khiến Tuấn xấu hổ lắm Đôi lần cũng muốn nghỉ quách đi cho xong Bởi nó bằng tuổi Tuấn lại học hết cấp 3 đáng nghỉ Vậy mà nó lại làm tổ trưởng Còn Tuấn bằng cấp đàng hoàng Lại phải làm thằng công nhân quen Nhưng cậu nghĩ lại Rồi nghỉ rồi thì đi đâu Đi xin chỗ khác chắc gì đã khá hơn cậu cắn răng chịu đựng ngày này qua ngày khác, dặn lòng phải cố gắng cho cha mẹ bớt khổ. Cùng truyền ngồi gần chỗ Tuấn có một chị hơn Tuấn 2 tuổi. Chị Hiền lành nhanh nhẹn lắm, da ngăm đen, hai má hóp lại gầy gò xanh xao. Chồng chị ốm yếu thế thôi, nhưng sức làm việc của chị phải gấp hai người khác. Chị thường xuyên giúp Tuấn mỗi khi hàng ồn rồi an ủi mỗi khi Tuấn bị tổ trưởng quát mắng. Chắc mấy hai chị em đã thân nhau Lại ngồi kế bên thành ra ngày nào cũng rôm rà cả một góc chuyện làm việc Chị Loan năm nay 25 tuổi rồi Nhưng vẫn chưa có lấy một mối tình vắt vai Chị nói Chắc à, tại chị vừa xấu vừa nghèo Thành ra không ai thích cả Tuấn nghe vậy cũng thương chị lắm Nhưng thôi cũng kệ Biết làm thế nào Loan và Tuấn ngày càng thân nhau Đi đâu cũng dính lấy nhau như đôi sam làm như ai cũng tưởng hai người đang yêu nhau, buông lời chọc kẹo. Ban đầu Tuấn tức lắm còn ra sức cân cổ cái lại, Loan thì chỉ đỏ mặt ngại ngùng không nói gì. Lâu dần Tuấn cũng chán chẳng thèm để ý tới lời của mấy kẻ lắm chuyện ấy nữa, và lại hình như Tuấn bắt đầu có tình cảm với Loan thật. Cậu dạo này thấy Loan ăn mặc chạy trước trông trẻ ra và xinh hơn hẳn. Loan đôi lần cũng có nhìn trộm Tuấn rồi bị Tuấn phát hiện cả hai lại ngại ngùng quay đi có lần tuấn ốm nghỉ làm là nấu cháo mang đến tận nơi quan tâm thuốc thang cho cậu khỏi hẳn làm tuấn cảm động lắm rồi cái gì đến cũng đến hôm ấy cả hai hẹn nhau tối ra khu công viên nơi ấy đang được tổ chức hội chợ to lắm thấy bảo còn có cả ca sĩ nổi tiếng gì ấy về hát Đến hẹn Tuấn chạy con xe quay cũ mua thiếu của bạn để lấy cái làm phương tiện đi lại loan từ trong phòng trọ bước ra trên thân mặc một bộ váy trắng bó sát cơ thể cổ vuông để lộ ra đôi phần bầu ngực căng tròn trắng nõn ngày thường loan luôn mặc những chiếc áo rộng thùng thình cho tiện làm việc ai cũng nghĩ cô ba vòng đều như tivi màn hình phẳng thế nhưng hôm nay tuấn trợn mắt há mồm không tin vào mắt mình với thân hình vòng nào ra phòng ấy của loan trước đây đi học thời sinh viên cậu cũng có đôi ba mối tình vắt vai Nhưng tình yêu thời nông nổi chẳng mấy đã tan Hôm nay nhìn Loan con tim của Tuấn lại đập lên loạn nhịp Một lần như gặp mối tình đầu Loan e thẹn đỏ mặt khi bắt gặp Tuấn nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ Tuấn hồi phục tinh thần ấp ống nói Chị, chị, à Loan hôm nay mặc bộ này đẹp lắm Tuấn nói xong gái đầu ngại ngùng nhìn xuống đất không dám nhìn thẳng vào loan loan hai má cũng ửng hồng cả hai đánh mắt nhìn đi chỗ khác không dám nhìn thẳng vào nhau loan nhanh chóng trèo lên xe chiếc xe bon bon trên con đường tấp nập xe cổ đông đúc hối hả ngược xuôi tuấn cứ lâng lâng trong lòng mà không hiểu tại sao đầu óc như trống rỗng đôi mắt ngây dại nhìn về phía trước phía trước dòng xe đông đúc cứ nối đuôi nhau nhưng trong mắt tuấn nó cũng trống rỗng chỉ có một mình loan trong ấy tuấn không để ý có một chiếc xe từ trên lề đường lao xuống hòa vào dòng xe tấp nập ngay trước mặt cách xe tuấn độ chục mét tuấn hồi phục tinh thần vội vàng đạp thắng chiếc xe đang đi thắng gấp chuối về trước loan đang ngắm phong cảnh sầm ướt, trong ánh đèn đường vàng vọt bị bất ngờ lại còn đang ngồi một bên vì chiếc váy ngắn cô ngả người về trước ôm chầm lấy tuấn Chiếc xe phía trước vội tăng ca chạy nhanh để tránh va chạm. Cũng vì thế mà hai xe không tông vào nhau. Mấy chiếc xe phía sau cũng bị cho tình huống bất ngờ, làm cho giật mình, chu mò chửi đồng. Thế nhưng Tài Tuấn không nghe thấy gì cả. Tim cậu đang loạn nhịp như muốn rơi ra. Hai tay run lên, trong lòng có một cảm giác khoan khoái khó tả Sau phút bất ngờ Tuấn lấy lại tinh thần, cho xe chạy tiếp, không thì công an nó thấy dừng giữa đường thì nó bê luôn về phường chiếc xe lại chậm chạp lăn bánh loan cũng ngại ngùng buông tay ngồi lui về sau trong lòng cũng rộn rã tìm cũng như đang bị điện giật rung lên từng hồi tuấn thấy loan buông tay có chút hụt hẫng trong lòng đứng ngồi không yên muốn được loan ôm nhưng lại sợ cô không đồng ý trong đầu cứ nghĩ vẩn vơ tìm cơ hội để loan ôm mình cậu nghĩ ra đủ mọi cách nhưng cuối cùng lại dẹp hết sang một bên thấy nó không ổn ra khỏi khu công nghiệp, đường xá cũng thoáng hơn Tuấn vặn ga đi, cho xe đi nhanh hơn. Chợt trong đầu lóe lên ý nghĩ, miệng nở nụ cười gian. Cậu vặn ga đi nhanh hơn nữa, rồi đột ngột thắng gấp lại. Chiếc phanh xe kêu lên ken két. Không ngoài dự tính, Loan lại ôm chầm lấy Tuấn, đưa cỏ bồng đào, cũng áp sát vào lưng cậu. Cô kêu lên. Sao đấy Tuấn? Tuấn giả vờ như vừa gặp sự cố, giữa đường có cái gì ấy, suýt thì tông vào. Loan lo lắng nói. Trời tối đi chậm thôi, nguy hiểm lắm. Hai người nói với nhau trong ngại ngùng. Loan toàn thu tay về thì bị Tuấn giữ lại. Loan ngồi thế nguy hiểm lắm, ôm vào không thì ngã đấy. Tay Tuấn nắm chặt lấy hai tay Loan đang ôm ở bụng mình. Loan không nói gì, trong lòng cô bây giờ cũng có cảm giác không thể nào tả được một cảm giác vui sướng từ trước đến giờ chưa bao giờ có kể từ hôm ấy tình yêu của loan và tuấn bắt đầu trong sự im lặng không lời tỏ tình không câu đồng ý hai người cứ im lặng dành sự quan tâm yêu thương chăm sóc nhau dần dà mối quan hệ bạn bè ấy biến thành tình yêu lúc nào cả hai đều không hay biết quen nhau hơn ba tháng cả hai dọn về sống chung một nhà hằng ngày người ta thấy đôi chim sẻ quấn quýt bên nhau cùng đi làm cùng ăn cơm cùng đi chơi làm cho bao kẻ ế lâu năm phải ghen tức trẻ môi biểu mỏ dầu mỏ khen chê một hôm tuấn nhận được một cuộc điện thoại từ số máy lạ alo tôi tuấn xin nghe cho hỏi ai đấy ạ à? đầu xe bên kia một giọng nói của nữ vang lên chào anh chúng tôi gọi từ công ty Ba tháng trước anh có đến chỗ chúng tôi xin việc Nếu như anh vẫn còn có ý định Thì hẹn anh ngày mai đến công ty phỏng vấn ạ Tuấn nghe điện thoại mà khuôn mặt không Thoát khỏi sự vui mừng Loan đang ngồi ăn cơm bên cạnh Thấy Tuấn như thế cố nhịn để Tuấn nói chuyện xong mới hỏi Gì mà vui thế anh Công ty lần trước anh nộp hồ sơ xin việc Bây giờ gọi anh đi phỏng vấn Họ hẹn mai Nếu mà vào được thì tốt quá Trong ấy lương và chế độ tốt lắm Loan nghe xong cũng vui lây. Cô biết Tuấn lúc nào cũng nung nấu trong lòng ý định tìm được công việc đúng với ngành nghề mình đã theo học. Cứ ngày nghỉ là Tuấn lại đi khắp nơi xem chỗ nào tuyển dụng để xin vào làm, nhưng đều bị từ chối. Này công ty gọi tới, Loan biết Tuấn vui như thế nào. Bà Tháng sống chung với một người mồ côi cha mẹ như Loan, thì sự nhạy bén tinh tế của cô lúc nào cũng hơn người thường. Hôm sau Tuấn đi phỏng vấn, Loan cũng xin nghỉ làm một hôm để đi cùng Tuấn, cô ngồi bên ngoài chờ đợi, trong lòng còn hồi hộp hơn cả người bên trong. Đứng ngồi không yên cứ đi qua đi lại, làm bà chủ hàng nước cũng sốt ruột theo. Hai tiếng sau Tuấn đi ra với một khuôn mặt rầu rĩ. Loan thấy Tuấn bước ra thì vui mừng đứng phát dậy, nhưng khựng lại chỉ vài giây sau khi nhìn gương mặt Tuấn. Cô biết buổi phỏng vấn không thuận lợi nên không hỏi nhiều chỉ lặng lẽ đi theo sau cô biết khi nào muốn tuấn sẽ tự mở miệng nói dù sống chung chưa lâu nhưng tính nét tuấn loan có thể nắm trong lòng bàn tay bởi anh là mối tình đầu của cô nên bao nhiêu sự quan tâm chưa ý cô đều dồn lên một mình tuấn đi trên đường tuấn thở dài một cái loan biết ấy là dấu hiệu tuấn muốn được nói chuyện liền hỏi sao thế anh buổi phỏng vấn không được à không sao đâu Mình còn nhiều cơ hội mà Mình từ từ tìm cơ hội khác sau Tuấn lại thở dài thảm não nói Họ đồng ý nhận anh rồi Loan mừng rỡ reo lên Họ đồng ý rồi hả? May quá ừ, Mà sao họ đồng ý rồi mà mặt anh trông ảo não thế? Cái thở dài lại được phát ra từ Tuấn Họ nói bây giờ nếu như đồng ý thì họ sẽ gửi anh sang nước ngoài, nơi công ty mẹ để học hỏi thêm kinh nghiệm. Chi phí mình sẽ chịu một nửa, còn lại công ty sẽ hỗ trợ một nửa. Học bên ấy 3 năm nếu như học xong về nước thì sẽ phải ký hợp đồng làm việc với công ty 10 năm. Nếu như không thì học xong có thể ở lại công ty mẹ làm việc. Họ còn nói thành tích học tập của anh tốt nên công ty mới trao cho cơ hội này. Đoàn nghe xong vui mừng reo lên. Nhưng ngay sau đó cô lại nghĩ đến cái gì đấy Lại ra chiều suy tư lắm Cô ngập ngừng nói Thế nên đi đi anh Cơ hội tốt như thế này đâu phải lúc nào cũng có Nhưng mà tiền ở đâu ra bây giờ Và lại sang ấy tháng đầu tiên sẽ không có lương Công ty chỉ bảo ăn ở thôi Với lại đi 3 năm Câu nói dở chừng cũng đủ để Loan hiểu câu tiếp theo Tuấn muốn nói gì Cô cúi mặt không nói gì Suy nghĩ mông lung Tình yêu vừa chấm nở trong cô Chẳng lẽ lại sớm tàn thế sao Tuấn cũng im lặng Bây giờ anh đã trưởng thành hơn xưa Không còn mơ tưởng háo huyền Về những thứ xa vời nữa Không còn là một thằng công tử bột Chỉ biết đến sách vở Sau bao nhiêu ngày làm việc Kiếm đồng tiền từ chính mồ hôi công sức mình bỏ ra Anh mới hiểu cuộc sống này Nó không phải màu hồng Loan ngồi sau đôi mắt nhìn ngắm phong cảnh bên đường Lòng nặng trĩu tâm tư Cô cất tiếng phá tan sự im lặng Cơ hội chỉ có một Anh đi đi Em không sao đâu Em sẽ đợi anh về mà Chỉ cần anh không quên em Em lúc nào cũng ở đây đợi anh về Tuấn trong lòng cảm thấy ấm áp Trước kia anh yêu mấy cô cùng tuổi hoặc ít hơn Họ chỉ biết đòi hỏi lợi ích về mình Còn Loan hoàn toàn khác Tuy cô hơn tuổi Tuấn Nhưng chưa bao giờ tỏ vẻ già dặn hơn Hiểu đời hơn Hay chỉ đạo Tuấn Cô lúc nào cũng lắng nghe thấu hiểu những gì Tuấn nghĩ và tế nhị trong cơ sở. Làm cho Tuấn cảm thấy may mắn khi có Loan bên cạnh. Anh nói. Mình cưới nhau đi. Cái gì? Anh đùa à? Tuấn trả lời chắc chắn. Anh không đùa. Mình cưới nhau đi. Như thế anh đi mới yên tâm. Mà em cũng có danh có phận. Mày hai đứa mình về quê nói chuyện với cha mẹ anh. Rồi về quê em nói chuyện với bà ngoại em luôn Công ty họ cho anh 3 ngày suy nghĩ ba ngày này em với anh về thư chuyện Còn một tháng nữa mới bay Anh nghĩ là kịp Loạn nước mắt chảy dài bay đi trong gió Đôi tay siết chặt vòng eo của Tuấn hơn Cô ngả đầu vào vai Tuấn rơi những giọt lệ hạnh phúc Khi biết mình đã tìm được bến đỗ cho đời mình Tuấn tay lại cầm lấy đôi tay Loan Nhưng ngày đầu hai người họ bắt đầu yêu nhau đi trên con đường vẫn tấp nập người qua kẻ lại như mọi ngày. Hôm sau Tuấn và Loan thu xếp về nhà Loan trước. Nhà Loan và Tuấn cùng quê cách nhau 2 giờ đi xe. Mặc dù chưa gặp bà ngoại Loan, kể cả nói chuyện Tuấn cũng chưa bao giờ. Thế nhưng bà ngoại Loan vừa gặp Tuấn đã thân thiết. Bà còn vui mừng hơn khi hai đứa nói đến chuyện kết hôn. Bao nhiêu lâu nay Loan chỉ lo lao vào kiếm tiền, lo báo hiếu cho bà bao lần bà thúc giục nhưng loan đều lờ đi lúc nào cũng chỉ lo cho cái thân già ở nhà đến bản thân mình cũng chẳng thèm để ý đến bà già rồi có mỗi cô cháu gái hờ này hết bà mong cô tìm được hạnh phúc riêng của mình để bà yên tâm nhắm mắt xuôi tay ở nhà loan đến quá chiều cả hai lại xin phép sang bên nhà tuấn tuấn có đôi lần cũng kể với mẹ nhưng mẹ anh chỉ ậm ừ không quan tâm lắm Loan cũng chưa bao giờ được gặp bà Trong lòng lo lắng hồi hộp thở dài liên tục Tuấn nghe được Hiểu cảm giác của Loan lúc này Cũng giống như anh hồi hộp Khi chuẩn bị vào gặp bà ngoại Loan vậy Anh an ủi Yên tâm mẹ anh hiền lắm Lần trước anh có nói với bà rồi Bà quan tâm hỏi anh về em nhiều lắm Không phải sợ Có anh đây rồi Loan nghe Tuấn an ủi cũng vơi đi phần nào nỗi sợ trong lòng nhưng cái rào cản mẹ chồng nàng dâu thì khó mà vượt qua được Về đến nhà Tuấn cũng 3 giờ chiều Ông bà Thanh Hiền biết con về Cứ ra ngóng vào trông từ sáng đến giờ Nhất là bà Hiền Biết con trai mang cái con bé hơn tuổi về xin cưới bà khó chịu lắm Đã vậy Tuấn còn nói loan không cha không mẹ Lại còn không có học vấn Làm sao mà xứng với con trai tài giỏi của bà Thành ra bà cứ đi ra đi vào chờ trông xem mặt ngang mũi dọc nó ra làm sao mà con bà si mê nó thế. Đợi mãi thì cũng nghe tiếng xe từ ngoài đường lộ rẽ vào ngõ nhà. Bà Hiền hồi hộp đi ra. Xe dừng lại Tuấn nhìn thấy bố mẹ vui vẻ chào hỏi. Loan cũng đụt đẻ xuống xe lễ phép chào. Thế nhưng lại nhận được sự ghẻ lạnh của bà Hiền. Bà không để ý gì đến cô, chỉ chăm chăm vào nói chuyện rồi lôi đứa con trai cưng vào nhà Loan xấu hổ không biết làm gì Đứng yên tần ngần tại chỗ Mặt cúi gằm xuống đất Tay về về cái vạt áo Ông Thanh thấy thế vội bảo Đi vào nhà đi cháu Đừng có ngại cứ xem nhau như người nhà Bà Hiền nghe thấy chồng bảo thế Bà khó chịu cố ý nói lớn Ông đá cái rẻ bên cạnh cho nó lau chân Không lại bẩn hết nhà tôi mới lau Loan nghe xong sống mũi cay cay Muốn khóc thân thể cô run lên từng hồi Tuấn đang xách đồ vào nhà, nghe mẹ nói vậy vội chạy ra. "À, con quên giới thiệu với bố mẹ, đây là Loan, là người yêu con. Chuyến này chúng con về đây là xin cưới." Ông Thành nghe thế cũng mỉm cười nhìn Loan. Ông nhận định Loan cũng là một người ngoan ngoãn qua gương mặt phúc hậu hiền lành, ăn mặc giản dị đúng chất thôn quê. Ông chỉ sợ thằng con ông ở trên ấy mà lấy phải cái con nào người thành phố, không biết lo cho gia đình thì khổ bà hiền nghe con nói thì khó chịu bà liếc xéo con đoạn nói cưới xin gì còn phải xem đã bà đánh ánh mắt cay nghiệt về loan hừ lên một tiếng bà càng nhìn loan lại càng không ưng mắt người gì mà gầy như cái lá lúa đã vậy ra thì đen mông thì hóp trông cái mông thế kia thì chắc gì đẻ đái gì được nhà bà đã neo người chẳng may rước phải cái thứ không biết đẻ về thì khổ loan hai mắt đỏ lên muốn khóc đôi tay đun đun không dám nói gì tuấn nắm lấy đôi tay ấy nói con quyết rồi nếu không lấy loan thì con cũng không lấy vợ nữa bà hiền nghe con nói sợ làm căng cũng không được gì đành im lặng chờ cơ hội khuyên nhủ con sau ấy thế nhưng lúc nào bà nói đến thì tuấn cũng khó chịu quay đi cuộc nói chuyện khi nào cũng kết thúc trong tiếng cãi cọ đã vậy loan còn dùng hết số tiền tiết kiệm mình có giúp cho Tuấn có cơ hội được đi sang nước ngoài để thực hiện ước mơ của mình, làm cho Tuấn càng thêm quyết tâm lấy Loan làm vợ. Cực chẳng đã bà Hiền đành gật đầu đồng ý cho Tuấn lấy Loan cách có hai ngày anh bay với lý do đẹp ngày. Bà chỉ làm sơ sài vài mâm cơm, mời bà con thân thích họ hàng gần và bà cũng chẳng cho hai đứa đăng ký kết hôn với hy vọng một ngày nào đó còn bà thay đổi ý định kiếm cho bà một nàng dâu ưng ý. Dòng người hối hả ngược xuôi, người đến kẻ đi, người vui tươi khi đón người thân của mình từ xa trở về, kẻ buồn bã vẫy tay tiễn biệt người thân đi xa. Tiếng cô tiếp viên hàng không êm ngọt vẫn đều đều trên loa, thông báo số hiệu từng chuyến máy bay chuẩn bị cất cánh, thúc giục hành khách nhanh chóng đi vào phòng chờ để không bị lỡ mất chuyến bay loàn nước mắt lưng chồng cầm đôi tay chồng nói trong nước mắt. Anh sang đấy nhớ phải giữ gìn sức khỏe đấy. Nhớ phải nấu cơm ăn đừng có ăn mì gói. Hay đồ ăn bên ngoài nhiều nhé, hại đến sức khỏe lắm. Sang đấy ổn định đôi năm thì về thăm em cũng được. Nói xong hai dòng lệ nóng tuôn dài trên má. Đôi mắt đỏ nhòe đi vì nước mắt. Đôi tay cũng đun lên như cố dồn nén cái cảm xúc trong lòng mình. Tuấn đưa gạt đi dòng lệ trên mặt vợ thở dài an ủi Anh sang đến làm mà có đi đâu đâu Làm khi nào ổn định trả hết nợ với dư giả trước anh về Khi nào giấy tờ bên ấy xong chính thức là công dân hợp pháp Anh sẽ về đưa em sang Ở nhà cố gắng lo cho bố mẹ giúp anh Ông bà cụ già rồi đôi khi hơi khó tính Em chịu khó nhịn các cụ một tí nhé Bà mẹ chồng đứng sau trẻ môi Gớm Mày làm như tao ở nhà tao ăn thịt nó mà nhanh đi vào đi Loa thông báo nãy giờ rồi Còn cái Loan nữa Nó đi làm mày cứ Làm như nó đi nhập ngũ thời xưa ấy Thời xưa bố mày đi lính biển biệt mấy năm mới về một lần Đến thư tay còn chẳng có Bây giờ chúng mày có điện thoại rồi thích Thì phone cái là cho nhau Nhìn thấy nhau được còn gì Loan nghe mẹ chồng nói Chỉ biết cuối gằm mặt xuống không dám nói gì Nước mắt từng giọt Từng giọt nhỏ xuống chân Tuấn nghe mẹ nói cũng không nói gì Chỉ vuốt nhẹ lên mái tóc vợ Bày tỏ sự yêu thương của mình dành cho cô ấy Tuấn kéo chiếc vali rời đi Đôi mắt lâu lâu lại quay lại nhìn Loan như không nỡ Loan cố nén xuống cảm xúc trong lòng Đưa tay vẫy chào Cố nở một nụ cười tươi Sau khi Tuấn đi Loan ở hẳn nhà không lên thành phố làm nữa Cô ở nhà làm hết các việc trong nhà thay cho ông bà Thanh Hiền cô cứ quần quật làm từ sáng cho đến tận tối mịt nhằm quên đi nỗi nhớ thương chồng nhưng mỗi tối trở về trong căn phòng nhỏ vẫn còn dán chữ hỉ đầu giường cô lại ôm mặt khóc một mình cho dù là ngày nào tuấn cũng gọi về cứ mỗi lần tuấn gọi về hai người nói chuyện nhìn mặt nhau cười nói vui vẻ lắm nhưng mỗi lần tắt đi là loan lại ôm mặt khóc rưng rức rồi những cuộc gọi của Tuấn cứ thưa dần thưa dần với lý do bận việc. Loan lại càng lao vào lo cho bố mẹ chồng, lo cho bà ngoại già. Đến nỗi cô chỉ còn lại lớp da bọc xương. Bà Hiền thấy Loan ngoan ngoãn hiền lành như thế, cũng dần chấp nhận, thậm chí còn thương cô như con gái. Bà nói, Thôi à con, cố lên một vài năm nữa nó về thì mẹ sẽ tổ chức cho hai đứa cái đám cưới to nhất vùng này. Loan nghe thế thì lại càng thêm lao vào làm việc như con thiêu thân Đến quên cả bản thân mình Cô để dành tiền mua cho mình được một chiếc váy cưới Với mơ mộng một ngày sẽ mặc nó Đứng trên đỉnh cao của hạnh phúc Ba năm trôi qua Hôm nay là ngày Tuấn trở về Loan cùng với ông bà Thanh Hiền Hồ hởi đi đến sân bay đón con Bà ngoại Loan thì đã mất năm ngoái Do tuổi cao sức yếu Loan cũng bán cái ngôi nhà của ngoại đi lấy tiền xây lên một căn nhà khang trang bên này để đón chồng về. Đứng chờ bên ngoài hết đoàn người này đến đoàn người khác đi từ trong ra mà vẫn chưa thấy Tuấn đâu. Loan hồi hộp đôi tay run lên từng hồi. Không lâu sau có một đôi trai gái đi ra. Loan nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Tuấn trong bộ quần áo sang trọng. Trên đôi mắt đeo một chiếc kính đen, một tay kéo vali, còn một tay để cho một cô gái trẻ đẹp ăn mặc hở hang sành điệu khoác ban đầu loan tưởng mình nhìn nhầm thế nhưng sau vài phút nhìn lại cho kỹ cô xác định ấy là tuấn chồng của mình thế nhưng còn người đàn bà kia là ai tại sao hai người lại thân thiết như thế kia bà hiền trông thấy con thì mừng rỡ reo lên gọi tên con tuấn nghe thấy nhìn về bên này rồi cùng cô gái kia đi đến bà hiền ôm con mừng rơi nước mắt ông Thành cũng chạy đến ôm lấy thằng con trai. Duy chỉ con Loan là vẫn đứng yên tại chỗ, đôi mắt nhìn chằm chằm người con gái xinh đẹp đang đứng bên cạnh chồng mình. Sau khi đã ôm ấp bày tỏ tình cảm Tuấn mới giới thiệu cô gái ấy, chẳng có để ý gì đến Loan. Bố mẹ, đây là Ngọc, là... Tuấn trợn ập ừ không nói nữa, cô gái đứng bên nhìn theo ánh mắt Tuấn đang nhìn về hướng Loan. Cô ta cũng nhìn Loan với ánh mắt kỳ lạ Đoạn cô ta cười nói ra chiều thân mật lắm Cháu chào hai bác à, à không Phải là con chào bố mẹ Con là Ngọc Con là vợ của anh Tuấn ạ à. Ông bà Thanh Hiền ngớ người nhìn nhau Hai mắt ngơ ngác không hiểu chuyện gì Còn Loan thì hai chân như mềm nhũn Hai mắt ngấn lệ nhìn Tuấn Cô gái kia đi về phía Loan cười Một nụ cười đầy ý vị Nói với giọng đắc ý với Loan Em chào chị, chị là chị của anh Tuấn à? Em là Ngọc, là vợ của anh Tuấn. Hai đứa em nhập tịch bên kia rồi làm đám cưới bên đấy, đăng ký kết hôn bên ấy rồi ạ. À. Lần này em về là để ra mắt bố mẹ chồng. Nói xong cô đi một vòng quanh loan, nhìn cô từ trên đầu xuống chân cười khẩy một cái rồi đi đến bên Tuấn. Bà Hiền nghe xong trợn mắt nhìn Tuấn. Ừ, như thế này là thế nào? Cô gái tên Ngọc khoác tay bà Hiền ra chiều thân thiết con chào mẹ con là ngọc là vợ anh tuấn ạ à. con vừa giới thiệu rồi mà mẹ quên à tất cả trợn mắt nhìn nhau rồi vào trầm tư không lâu sau lên xe đi về Loan ngồi phía trước hai mắt cứ nhòa đi vì lệ phía sau cô gái tên ngọc cứ thao thao bất tuyệt nói chuyện với bà hiền vui vẻ chẳng bao lâu sau tất cả đã về đến nhà ngồi quanh trước bàn tiếp khách giữa nhà tuấn để ngọc lại ở ngoài nhà nghỉ cách nhà không xa bà hiền gương mặt nghiêm nghị nói nói đi xem nào chuyện này là sao hả tuấn mẹ cho mày ăn học đàng hoàng mà giờ mày làm ra cái chuyện gì đây ông thanh thở dài thường thượt mày có vợ là con loan rồi sao bây giờ mày lại dẫn con kia về nhận là vợ mày là sao sao mày có thể làm ra cái chuyện này hả tuấn loan chỉ cúi đầu rơi nước mắt không nói gì tuấn nhìn loan có chút ngần ngại nói Ngọc Ngọc có bầu rồi Còn vợ Ngọc đăng ký kết hôn rồi Loan Anh xin lỗi Em có thể đi tìm người khác tốt hơn anh Anh không xứng đáng với em Anh xin lỗi Lúc này Loan không chịu nổi nữa Cô gạo lên trong nước mắt cay đắng nói <laughs> Anh xin lỗi Một câu xin lỗi nhẹ nhàng như vậy sao Bao nhiêu năm nay tôi chờ đợi anh hy sinh cả tuổi xuân chờ anh giờ nhận lại một câu xin lỗi nhẹ nhàng vậy sao tuấn bà hiền đứng lên ôm lấy loan bao nhiêu lâu nay nhìn những gì loan làm cho cái nhà này làm bà cảm động và thương cô lắm bà đã sớm xem cô như con gái mình tao chỉ có một đứa con dâu là nó tao không cần biết mày với con kia làm gì nếu mày vẫn muốn đi với con kia thì đừng coi hai cái thân già này là bố mẹ nữa tao không có đứa con bội bạc như mày. Tuấn cầu mày. trước đây mẹ lúc nào cũng phản đối con với Loan cơ mà. bây giờ con làm theo ý mẹ được đây. còn Loan, anh thật sự xin lỗi em, anh không còn yêu em. nếu cứ gượng ép sống với nhau thì cũng chẳng vui vẻ gì. và lại Ngọc cũng qua em bé rồi, mong em hiểu cho anh. ông Thanh đứng bật dậy làm cái ghế đổ chồng trơ ra đất. ông chồng đến túm cổ áo tát cho Tuấn một cái ông quát. Thằng mất dạy, tao cho mày ăn học để mày làm ra cái chuyện khốn nạn như thế này à? Tuấn bị ông Thành tát mạnh đến nỗi ngã lăn ra đất, mồm dì máu. Tuấn đứng dậy nói một câu chắc chắn. Dù gì đi chăng nữa, con cũng cưới Ngọc. Cô ấy có thai rồi, còn bên Loan không còn tình cảm gì thì sống với nhau sẽ không hạnh phúc đâu. Nói xong Tuấn quay người đi không chờ cho ông bà thanh hiền và loan kịp nói thêm lời nào loan bưng mặt khóc ngồi thụp xuống đất bà hiền ngồi xuống vỗ vai con dâu đoạn bà an ủi không sao đâu con đàn ông nó chỉ qua đường ấy mà dằm bữa nửa tháng nó chán là nó lại bể ngay ấy mà cửa đây bố mẹ chỉ có mình con là con dâu còn nếu nó không biết hối cải thì bố mẹ tự nó luôn coi như không có nó loan ôm lấy bà hiền Cô tuổi thân khóc trong đau đớn. Bao nhiêu năm hy sinh cho gia đình này, đến cả cái nhà của bà ngoại cô cũng bán đi. Rồi bao nhiêu năm chờ đợi hy sinh cả tuổi xuân, đến mức thân tàn ma dại chờ đợi tuấn về. Giờ đây, cô chỉ nhận lại sự lạnh lùng và một câu xin lỗi không có chút áy náy. Nước mắt chua xót không ngừng tuôn rơi trên đôi gò má gầy xanh xao, làm cho ông bà cũng bất lực không biết làm gì hơn chỉ thở dài não nề. Cả ngày cô chỉ giam mình trong phòng, không nói chuyện, không ăn uống. Chỉ ngồi đấy nước mắt không ngừng rơi, suy nghĩ về quá khứ và cuộc đời mình. Nghĩ đến chuyện trước đây khi Tuấn chưa đi nước ngoài, có lẽ cô đã sai khi hy sinh quá nhiều như thế. Tối hôm ấy Loan nhận được điện thoại của Tuấn hẹn lên trên cầu nói chuyện, chiếc cầu cách nhà khoảng một cây số. Loan biết cuộc nói chuyện ấy là gì. Hơn 8 giờ tối, Loan mặc lên người chiếc váy cưới mà cô đã mua, mơ rằng một ngày mình sẽ mặc nó đứng trên sân khấu, được họ hàng chòm xóm chúc phúc. Nhưng hôm nay, cô mặc nó lại để kết thúc mối tình bao năm cô chờ đợi trong đau khổ. Đi đến điểm hẹn, Loan thấy Tuấn và cô gái tên Ngọc đang đứng trên cầu, nhìn xuống dòng xe bên dưới nói chuyện vui vẻ. Loan bước chân nặng nề đi đến hai người họ phát hiện có người đến thì ngừng lại chờ đợi loan đến gần loan đến gần dừng lại cách chừng đôi mét cô cúi mặt xuống đất không nói gì ngọc cười mỉa mai nói <laughs> trời ơi váy cưới chị nghĩ nó hợp với chị không người gì gầy như cái que không có lấy nổi miếng thịt để bóp tôi nhìn còn chán huống chị đàn ông phụ nữ là phải đầy đặn hai vòng thì mới giữ được chồng chị hiểu không Thôi không sao Giờ chị mới hiểu thì để mai mốt lấy chồng mới mà áp dụng nhá Tuấn không nói gì chỉ lặng yên nhìn xuống dòng xe bên dưới gương mặt lạnh lùng Chẳng biết trong lòng có cảm thấy ngại ngùng khi phải đối diện với Loan không Loan sống mũi cay, cay cay, hai mắt ứa lệ nói Anh Tuấn, anh nói đi Bao nhiêu nồi này em chờ anh để nhận lại cái kết như ngày hôm nay sao anh nói em đợi anh nhất định anh sẽ quay về đón em mà bây giờ anh đối xử với em như thế này sao anh tuấn ngọc cười lên một tiếng khinh bỉ <laughs> chị ngu thì chết có chồng không biết giữ trách ai bây giờ chị lên nhanh chóng rời đi đi đừng để đến lúc bị đuổi ra khỏi nhà thì mang nhục anh tuấn và tôi sẽ nhanh chóng kết hôn thôi tuấn vẫn lặng yên không nói Loan giận dữ đôi mắt vằn đỏ Trừng trừng nhìn con Ngọc Cô gào lên Mày im mồm đi Mày là cái thứ giật chồng người ta còn không biết xấu hổ Bố mẹ mày không biết dạy mày à Mày trông cũng đến nỗi nào đâu Mà sao nhân cách của mày không bằng một con chó vậy Đốt một tiếng Con Ngọc giáng cho Loan một cái tát trời giáng Khiến cô hoa hết cả mắt Tuấn nhìn sang chân di chuyển Muốn bước sang can ngăn Nhưng lại thôi thu chân lại chỉ đứng yên nhìn sang bên này Còn Ngọc giọng chua ngoa Mày nói ai hả Cái thứ mày không đủ bản lĩnh giữ chồng Thì mày trách cứ gì ai Loan đưa tay sờ lên gương mặt mình Cảm thấy nóng rát Trong lòng ngọn lửa thù hận bùng cháy Cô lao đến túm lấy tóc con Ngọc Và liên tiếp cho nó mấy cái vào mặt Con Ngọc cũng túm lấy Loan Muốn đánh trả Nhưng một con chỉ biết ăn chơi phè phỡn làm sao mà đánh được một người lúc nào cũng quần quật làm việc được chứ Loan cầm hận nắm tóc và liên tiếp vào mặt con Ngọc Sau đấy cô sẵn chân đạp vào bụng Con Ngọc ăn đạp ngã lan ra đất Tóc tay rối bời ôm bụng kêu la đau đớn Bạn nãy khi hai người đánh nhau Tuấn cũng lao lại Nhưng sự việc quá nhanh Anh đến nơi thì cũng là lúc con Ngọc ngã lăn ra đất Tuấn ngồi xuống đỡ con Ngọc dậy con Ngọc lần nữa lao đến Loan Hàm răng của nó nghiến vào nhau ken két Cường mặt đỏ bừng Muốn lao đến sống mái với Loan một trận Nhưng còn chưa cả chạm được vào người Loan Đã ngã lăn vào đất tiếp Loan lại lần nữa đạp cho nó một cái vào đùi Tuấn Thế Thế dáng cho Loan một cái tát trời dáng Khiến cô ngã ngồi xuống đất mồm dị máu Tôi nói rồi Tôi không còn yêu cô nữa Bao nhiêu lâu nay cô chăm sóc bố mẹ tôi Tôi không quên cô nói đi cô muốn bao nhiêu bao nhiêu năm nay cô ăn ở nhà tôi cũng đâu có thiệt thòi gì loan nghe xong căm phẫn đứng lên hai mắt đỏ ngầu nhìn tuấn đầy căm hận cô gào lên trong nước mắt bao nhiêu năm nay tôi hầu hạ chăm sóc bố mẹ anh chờ đợi anh đến thanh xuân héo bọt làm như con thiêu thân để dành dụm tiền xây cái nhà khang trang đến cả cái nhà của bà ngoại tôi cũng bán đi bây giờ anh nói tôi không mất gì sao anh có còn là con người không vừa nói loan vừa lao vào cào cấu tuấn tuấn đẩy cô ngã xuống đất đỡ con ngọc dậy đoạn nói tiếp cô không phải kể cô cứ tính từng khoản ra tôi sẽ đủ trả đủ cho cô cả gốc lẫn lãi nói đi nói lại cũng chỉ vì tiền thôi chứ gì <laughs> cứ tính hết ra tôi sẽ trả loan trong đau khổ nốt nước mắt mặn chát nói anh nghĩ tiền là tất cả sao tiền đổi được bao nhiêu năm tôi chờ đợi anh sao tiền đổi được tình cảm của tôi sao tiền đổi được nước mắt của tôi rơi bao đêm dài vì nhớ thương anh sao tiền đổi được thanh xuân của tôi sao anh tuấn anh thay đổi rồi anh hứa gì với tôi anh quên rồi sao tuấn gửi mặt lạnh lùng đáp tôi xin lỗi cô được còn gì tiền không là tất cả nhưng tiền có thể đổi được mọi thứ tôi không nói nhiều với cô nữa cô nhanh chóng rời đi đi tôi chỉ có thời gian một tháng ở nhà thôi còn bao nhiêu việc nữa chị cứ xem như tôi nợ chị một mối ân tình sau này có gì cần giúp thì cứ nói nói xong tuấn kéo tay con ả ngọc rời đi không để tròn loan nói thêm gì Loan đứng nhìn bóng dáng hai người đi Nước mắt rơi lã trã Còn Ngọc lâu lâu lại quay lại nhìn Loan Khóe miệng nhếch lên một nụ cười đắc ý Loan cười trong chua xót, Tiếng cười đau đớn vang lên trong màn đêm Nghe tê tái cõi lòng Cô cứ đứng trên cầu nhìn xuống dòng xe bên dưới Nước mắt không ngừng rơi đến ướt cả ngực áo Cô căm hận tự trách mình ngu si Cô căm hận gã đàn ông bội bạc và cả con đĩ điếm cướp mất hạnh phúc vốn là của cô cô nghĩ đến bản thân mình bây giờ dường như là tay trắng ra đi sau bao năm gồng cánh chăm lo cho gia đình tuấn cô cứ đứng ấy lặng yên không nói gì cơ thể cứ run lên nấc nghẹn vì đau khổ những chiếc xe đi ngang qua thấy lạ cũng chỉ ném ánh mắt tò mò nhìn loan rồi lại rời đi không ai quan tâm đến sự đau thương lúc này loan đang hứng chịu chợt trong đầu cô lóe lên một ý nghĩ cô nhìn xuống bên dưới không nghĩ nhiều cô đứng lên thành lan can cầu ngửa mặt đón cơn gió mát lùa qua mái tóc mỉm cười nụ cười ai oán đau thương trách đời bội bạc cô gieo mình xuống bên dưới chiếc váy trắng cứ tung bay trong gió rồi mất tăm dưới bóng tối ôm lùm của tán cây bạch đàn hai bên đường lúc ấy có một ông đang chạy xe ngang qua cầu dưới ánh đèn vàng vọt Ông thấy có người con gái mặc váy trắng đang đứng trên cầu Ông nọ định chạy lại bảo đi xuống Bởi trên ấy nguy hiểm lắm Nhớ mà rơi xuống thì chết chắc Từ đây xuống bên dưới dễ cũng phải 50 mét chứ trả chơi Nhưng ông còn chưa kịp chạy lại Thì cô gái ấy đã gieo mình xuống Ông hốt hoảng hô toáng lên Chạy lại ngó xuống bên dưới Thế nhưng đã muộn Ông thấy cô nằm sóng xoài trong đám cỏ Cách đường lộ chừng 2 mét qua ánh đèn pha của mấy chiếc xe đi trên đường Ông thấy máu nhuộm đỏ cái váy trắng cô đang mặc trên người Ông nọ hốt hoảng tay run run Móc cái điện thoại gọi cho công an Bởi trong ấy là đường cao tốc bị rào hai bên Làm gì có ai vào được Ngay trong ngày hôm ấy Thì thể Loan cũng được đưa về nhà ông bà Thanh Hiền Bà Hiền nhìn thấy xác Đứa con dâu mà bao năm nay bà gần như đã xem Là con gái thì ngất lịm Ông Thành đôi mắt cũng đỏ lên đau xót thay cho đứa con dâu mệnh khổ của mình. Ông lao đến chỗ Tuấn đứng cách ấy không. Túm cổ nhấc lên gàn giọng nói. Mày làm cái gì đây hả Tuấn? Tao cho mày ăn học thành tài để mày làm ra cái chuyện vô nhân tính này hả? Từ giờ tao không có đứa con như mày. Cút, cút ra khỏi nhà tao. Cái đồ mất dạy. Tuấn gương mặt thẫn thờ nhìn di thể loan được đặt trong túi đựng xác hai mắt lạc thần trong tầm tầm cũng có đôi phần áy náy nhưng anh ta lại nhanh chóng biện lý do cho mình rằng là cô ấy ngu dốt nghĩ quẩn chứ không liên quan gì tới hắn tuấn đã nói sẽ trả đủ tiền rồi là tại loan cố chấp mà thôi tuấn kéo tay con ngọc rời đi mặc kệ mọi người vẫn đang xoa dầu cho bà hiền đang nằm ngất dưới nền đất loan không còn người thân nào cả và lại ông bà thanh hiền xem cô như con Thế nên ông bà đứng ra lo ma chay cho cô Một cái đám ma với bao nhiêu lời xì xào bàn tán Mọi chuyện cũng nhanh chóng qua đi Bao nhiêu lời xì xào bàn tán dần ra cũng lắng xuống Thoát cái đã qua tuần đầu của Loan Hôm nay Tuấn đưa con Ngọc đi chọn váy cưới Mặc dù ông bà Thanh Hiền không đồng ý Nhất quyết đuổi hai đứa nó đi Thế nhưng đuột thịt của mình làm sao mà bỏ được Ngày nào Tuấn cũng về năn nỉ ỉ ôi cầu xin nói là Ngọc có thai rồi nó là con con là cháu ruột của bố mẹ Năm xưa mẹ cản con với Loan nên mới ra nông nỗi như vậy Chứ nếu năm xưa mẹ cho con với Loan đăng ký thì con đã không yêu Ngọc rồi Mẹ muốn Ngọc cũng lại giống Loan à Và lại con phải lấy Ngọc thì mới có thể nhập tịch bên ấy được Cô ấy mang quốc tịch bên ấy rồi Mẹ không muốn con tương lai của con lại gắn liền với cái xứ quê mùa này đấy chứ bà hiền nghe thế chỉ biết cười khổ bà không biết vì sao con bà lại khốn nạn đến như vậy lời nói ngu si như thế mà nó cũng thốt ra được nhưng nghĩ lại bà thấy cũng đúng nếu như năm xưa bà không ngăn cản tuấn và loan có lẽ chuyện cũng không ra nông nỗi này bà đâm ra tự trách mình bà cho rằng chính mình là nguồn cơn của mọi chuyện này và thế là bà đành lờ đi như không biết để kệ cho thằng con mình muốn làm gì thì làm Tuấn chở Ngọc ra hướng chợ để thử váy cưới và chụp ảnh. Lúc đi ngang qua chợ làng, con Ngọc nó bảo dừng lại để nó mua theo ít trái cây đặng tí ăn. Tuấn ngồi trên xe bên ngoài loáng thoáng nghe mấy bà tám chuyện nói với nhau. Ôi trời ơi, các bà biết gì chưa? Bà Hoài sáng nay đi tập thể dục sớm bị con ma nó dọa cho ngất luôn đấy mấy bà ạ. Một bà khác ngạc nhiên. Thật ra bác. ôi thì chắc cái con bé tuần trước tự tử ở đấy đấy nhỉ? chắc nó chứ còn ai nữa chắc nó chết oan không siêu thoát được đến mấy bác khổ về đây làm dâu bao năm chờ chồng đến lúc chồng về đi lấy vợ khác chắc, tội con bé ấy thật ai... tuấn nghe thấy hết anh hắng dạo một cái làm mấy bà kia quay lại nhận ra là tuấn vội kiếm cớ chuyển thẳng tuấn chẳng để tâm tới mấy lời của mấy mụ ăn no rừng mỡ này chỉ bực bội loan chết đâu không chết để chết ngay gần đây để cho hắn bị mang tiếng. Tuấn hối hận vì sao năm xưa lại yêu phải một người như thế. Tuấn cùng với con Ngọc đi thử váy rồi chụp hình đến tận tối muộn mới xong. Con Ngọc muốn có một bộ ảnh thật đẹp, thật sang trọng, thế nên chụp trong nhà, ngoài trời, rồi còn chờ trời tối để chụp bên đống lửa. Thành đã đến hơn 9 giờ tối mới xong. Trên đường về hai đứa nó lại tấp vào một quán ăn uống no say rồi lại tà sang quán cà phê sang chảnh cho con Ngọc nó tự sướng. Đến hơn 11 giờ đêm, hai đứa nó mới chịu đi về. Chiếc xe đang bon bon trên đoạn đường vắng. Ở quê giờ này, người ta đều tắt đèn đi ngủ từ sớm. Từng cơn gió nhẹ hai bên đồng lúa thổi qua, mang theo hương thơm của mùi lúa non đang trổ đồng. Con Ngọc ngồi phía sau khoan khoái, hưởng thụ. Miệng nó nở một nụ cười gian xảo bởi cái thai trong bụng có phải của Tuấn đâu. Nó cặp kè xong mang thai bị thằng kia quất mã truy phong Thấy Tuấn khủ khở nó cho đổ vỏ luôn Lúc đi qua đoạn trên cầu Chiếc đèn đường lại đột nhiên tắt vụt Chiếc xe đang đi bỗng nhiên tắt máy Vì là xe số nên khi tắt máy Chiếc xe cũng giật giật rồi dừng lại đột ngột Do là lên dốc Tuấn kéo ga căng Bây giờ chiếc xe dừng khựng lại Làm cho cả hai ngã nhào về phía trước Văng đi cả mấy mét lăn lông lốc trên mặt đất con ngọc văng sang gần lan can đập cả thân mình vào thành cầu rồi lăn rồi lại văng ra đất nó ôm bụng kêu la đau đớn từng dòng máu đỏ tươi đang chảy ra giữa hai chân của nó trên mặt bị trà xuống nền đường tạo ra vết chảy xước nhìn thấy cả lớp mỡ bên trong tuấn cũng chẳng khá khẩm gì hơn hắn ngã văng về phía trước lăn mấy vòng mồm cả xuống mặt đường đi luôn cả cặp môi dày để máu bé bé trên mặt khuỷu tay cũng bị kéo lê làm cho lớp da bị bào mòn dần trơ cả xương trắng chiếc xe cũng đổ nằm xuống vang đi đập vào thành cầu chỗ gần con ngọc bể tan cả đầu xe sau một lúc tuấn choáng váng lồm cồm bò dậy mắt hoa lên cơ thể đau rát loạn trạng chạy đến chỗ con ngọc đỡ nó dậy con ngọc ôm bụng quẩn quại kêu đau máu không ngừng chảy ra thành dòng xuống mặt đường Tuấn vội rút điện thoại gọi về nhà Sau khi gọi xong cho ông Thanh Hắn tắt máy ngồi chờ đợi Trong lòng sốt ruột chờ đợi Đôi mắt láo liên nhìn quanh tìm xem Có xe nào đi qua không Hồng xin giúp đỡ Một cơn gió mạnh thổi đến Làm hàng cây bên đường lao sao lắc lư theo chiều gió Một cái bóng trắng xuất hiện cách chỗ Tuấn không xa Trong bóng tối Tuấn không nhìn rõ gương mặt ấy Chỉ thấy mái tóc bù xù che kín gương mặt chiếc váy khi nhìn đến chiếc váy tuấn giật mình đánh thót một cái chiếc váy ấy giống hệt với chiếc váy mà loan đã mặc chiếc váy cưới trắng tuấn tay chân run lẩy bẩy nhau mắt nhìn lại xem mình có nhìn nhầm hay không cái bóng trắng ấy vẫn đứng sừng sững bên kia nhìn về bên này tuấn tự chấn an mình rằng ấy chỉ là ảo giác do cú ngã lúc nãy hoặc là ai đấy không ngủ được đi lên đây hóng mát con ngọc bất giác cũng run lên nó ngồi dậy nhìn về bên cái bóng trắng nói với tuấn anh tuấn anh có thấy gì không tuấn ngạc nhiên em cũng thấy hả con ngọc run rẩy gật đầu hai đứa nó nhìn nhau rồi quay sang nhìn về hướng cái bóng trắng bên ấy nhưng bây giờ lại không thấy cái bóng trắng ấy đâu nữa tuấn vội vàng đứng dậy chạy về bên ấy xem người khi nấy ấy đâu đánh mắt nhìn khắp nơi không thấy ở đâu cả Tuấn làm bẩm Kỳ lạ đâu rồi Rõ ràng mới đứng đây không lý nào chạy nhanh thế được Từ đây xuống chân cầu phải mấy trăm mét Đó, lẽ nào lại chạy nhanh đến thế Chả nhẽ nhảy xuống dưới Tuấn ngó qua lan can cầu nhìn xuống bên dưới nhưng cũng chẳng thấy gì Tuấn đi về chỗ con Ngọc cái mồm sưng véo đang chảy máu Cũng cố làm bẩm nói với con Ngọc Lạ nhỉ, không có thấy đâu cả Tuấn vừa quay sang nhìn con Ngọc thì hắn khựng lại Khi thấy con Ngọc đang cố lấy cái thân mình đầy máu về phía sau Đôi mắt mở trừng, miệng ú ớ không lên lời Nó không ngừng lắc đầu bỏ lùi về sau Tuấn thấy thế vội tập tĩnh chạy lại Bởi chân hắn ban nãy bị đập mạnh xuống đường cũng đang rớm máu Đỡ lấy vai con Ngọc Tuấn hỏi dồn Em làm sao đấy? Cố gắng đợi thêm một tí sắp có người đến đón rồi Chắc đau hả? Con Ngọc lắp bắp không thành tiếng Trước mắt nó bây giờ là thân ảnh mờ ảo của Loan Cô đang dùng ánh mắt căm hận nhìn nó Đôi mắt đỏ ngầu đang chảy ra hai dòng huyết lệ lăn dài trên gương mặt trắng như bôi bôi Còn hằn thêm cả cơn xanh trên má Đôi môi Loan tím bầm Còn nghe thấy cả tiếng răng nghiến vào nhau ken két Bên dưới bụng một lỗ thủng lớn khiến cho thịt nát Lòng đuột lòi cả ra bên ngoài Nhớ máu xuống chiếc váy trắng đỏ lòm lòm con ngọc bấu chặt lấy vai tuấn miệng mấp máy mãi mới thành lời có 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 mà còn loan còn loan anh tuấn ơi tuấn đưa ánh mắt theo tay con ngọc chỉ nhưng chẳng thấy gì cả bấy giờ oan hồn loan mới cất tiếng nói cái tiếng ghê sợ xen lẫn cả sự căm hận âm vang xoáy sâu vào tay con ngọc mày cướp chồng tao hôm nay tao cho mày phải chết theo tao con khốn nạn. À. Con Ngọc nghe thế Tay chân run lẩy bẩy Mồ hôi túa ra trên trán Nó run rẩy cầu xin Vì nó biết nó đang phải đối mặt với thứ gì Chị Loan tôi, tôi, xin lỗi tôi không cố ý đâu Tôi không ngờ chị lại tự tử mà Nói đoạn con Ngọc vùng ra khỏi tay Tuấn quỳ xuống lại như thế sao Chị tha cho tôi Tôi không biết là chị dạy dột vậy mà Bây giờ Bây giờ tôi trả chồng lại cho chị đây tại tôi chót dại nên có thai Tôi thấy chồng chỉ ngu ngơ nên tôi chỉ định tìm cho con mình ngôi nhà đầy đủ cha mẹ thôi Tôi thật sự không cố ý mà Tuấn không hiểu con Ngọc bị làm sao Nhưng nghe những lời con Ngọc nói anh xứng người trong giây lát Rồi vồ đến tóm lấy vai con Ngọc lắc mạnh Cô nói cái gì? Cô nói lại cho tôi nghe xem nào Có thật như những gì cô vừa nói không hả? Con Ngọc đẩy Tuấn ra Cả hai đều ngã lùi về sau phải ai bảo mày ngu thì chết chứ không phải mày lấy tao cũng chỉ vì được nhập tịch bên ấy nhanh hơn thôi à Cả tao và mày đều vì lợi ích của mình không đúng hay sao bốp một tiếng chát chúa vang lên tuấn tát cho con ngọc một cái làm nó ngã vật ra đất còn đĩ này bố mày tưởng mày đang mang đứa con của tao nên tao mới bỏ loan để cưới mày Không không để con tao phải mồ côi cha tao không ngờ tao lại bị cái con đàn bà lăng loàn như mày lừa bấy lâu nay Oan hồn loan cười lên man dại Tiếng cười đau xót Thêm cả tiếng khóc thê lương Lần này thì Tuấn có thể nghe rõ một một Anh Tuấn à Anh Tuấn Đến bây giờ anh mới nhận ra thì cũng đã muộn rồi Tuấn quay phát lại nhìn Thấy thân hình kinh dị kia đang đứng ngay sau lưng mình Hắn vội lật người hẳn ra Lết ra xa Từng dòng máu cũng theo đó loang xuống đường Tuấn kinh hãi lắp bắp kêu lên Loan Loan Em, chết rồi cơ mà sao, em lại ở đây Tuấn nhìn xuống bụng Loan Hắn nhận ra Loan không phải là người Bởi xác cô đã được chôn cách đêm một tuần Và lại với vết thương trên bụng kia Thì làm gì có ai chịu được Hắn nhớ lại lời mấy bà ngoại trợ sáng nay nói Và tin rằng đây chắc chắn là oan hồn của Loan về tìm mình Hắn sợ hãi run lên bẩn bật nói Loan, Loan, anh xin lỗi. Th thật sự anh xin lỗi, anh sai rồi. Anh sai rồi, em tha tội cho anh có được không? Tuấn sột khóc, nước mắt cũng trào ra. Tuấn biết Loan về muốn lấy mạng hắn, hắn sợ hãi bởi bây giờ hắn mới đứng được trên đỉnh cao của danh vọng mà lại bỏ bỏ mạng sớm như thế này sao? Con ngọc thấy Loan không để ý đến mình, nó liền dùng hết sức mình, mặc kệ cơn đau cố sức chạy đi. Thế nhưng Loan đâu có tha cho nó dễ vậy nhanh như một cơn gió loan đã hiện ra trước mặt đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn nó nói chạy đi đâu mày làm cho tao thành cô hồn dã quỷ như bây giờ mà cuốn muốn chạy sao hả Còn ngọc đang đà chạy xuống dốc bị oan hồn của loan làm cho bất ngờ cộng với vết thương trên người nó quỷ chân ngã lăn ra thuận theo đà dốc nó cứ thế lăn lông lốc trên đường đến cả mấy chục mét cuối cùng nó lan xuống chân dốc nơi có trụ mốc bằng bê tông để chỉ đường Nó đập đầu đánh cột một cái Gương mặt dập rát Máu cùng với óc vọt cả ra ngoài bất động ngay khi ấy Không còn dấu hiệu của sự sống Tuấn trông thấy cảnh này Sợ hãi kêu toán lên Hắn vùng dậy bỏ chạy về hướng ngược lại Loan lật nữa xuất hiện trước mặt hắn Anh Tuấn Anh lại muốn bỏ em đi sao Em vẫn chưa hỏi anh câu này mà Tuấn run rẩy, Câu, câu gì anh xem em hôm nay có đẹp không chiếc váy cưới này là em mua để chuẩn bị cho ngày cưới chính thức của hai chúng ta nhưng anh lại không muốn lấy em nữa em mới là cô dâu của anh cơ mà sao anh lại chối bỏ em như thế hả anh tuấn tiếng nói nỉ non xen lẫn chua xót kèm theo cả tức giận tuấn nghe xong gương mặt bỗng trở nên ngây dại như kẻ mất hồn Đợt đẫn nhìn loan Oan hồn loan lại tiếp Đi thôi anh Đi với em Chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi Giờ đây em không còn phải đêm đêm rơi nước mắt vì nhớ anh nữa rồi Nói rồi Oan hồn của Loan đi trước Tuấn cũng bước những bước vô hồn theo sau Chậm chạp tiến sát lại Lan can cầu Nhẹ nhàng trèo lên rồi buông mình xuống dưới Khi đã rời chân khỏi Lan can Hắn hồi tỉnh phát hiện mình đang rơi thì hốt hoảng kêu lên không không tiếng hát nỉ non lại vang lên trong đêm vắng tha thiết xót xa thê lương sầu thảm vô cùng vậy là hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay đến đây là kết thúc cảm ơn sự đón nghe theo dõi của tất cả quý vị hai câu chuyện cũng rất hay phải không ạ à? và đặc biệt là câu chuyện thứ hai của tác giả Diễm Hằng có lẽ đã để lại trong chúng ta rất là nhiều cảm xúc. Sự tức giận về một thằng đàn ông đốn mặt, khốn nạn và sự cảm thông, xúc động trước một tấm lòng bao la của người con gái mà dành trọn cả thanh xuân cho người mình yêu nhưng để rồi cuối cùng lại nhận lại một cái cục cay đắng. Hy vọng rằng trên cuộc đời này tất cả các cô gái đều có được hạnh phúc cho riêng mình đừng vì những cái thằng đàn ông bội bạc mà lại làm tổn thương đến chính mình như thế bởi vì không có thằng này thì còn đầy thằng khác mà phải không ạ cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi nhé à, kính chúc tất cả quý vị có một đêm ngon giấc và xin chào hẹn gặp lại vào buổi tối ngày mai chúc tất cả quý vị ngủ ngon